Hôm chúng ta đang nghiên cứu về chương Kính Phật. Hôm qua chúng ta học phần lời dẫn. Hôm nay chúng ta sẽ học về phần niệm Phật. Hôm qua chúng ta học về phần Kính Phật thì có nói về tạc tượng Phật. Khi Phật còn tại thế thì những chúng sinh nào, những tín đồ Phật tử nào, những tăng ni nào mà may mắn sinh vào thời Đức Phật mà được diện kiến kim thân đẹp đẽ của Ngài á, thì đây là một cái nhân duyên thù thắng của người đó đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp. Còn chúng ta bây giờ sinh ra gặp thời Đức Phật đã nhập Niết Bàn, cho nên chỉ được may mắn là được nhìn thấy tranh ảnh và tôn tượng của Ngài, được cung kính, đỉnh lễ, chiêm bái và cúng dường tranh ảnh và tôn tượng của Ngài nữa mà thôi. Chúng ta biết đấy cũng là một điều hạnh phúc, một điều rất là hạnh phúc, rất là may mắn cho chúng ta. Chúng ta biết rằng trên thế giới này có bao nhiêu tỷ tỷ người cùng sung và sinh và ra cùng thời chúng ta mà còn gì ạ, một cái tiếng Phật đã còn chưa được nghe qua tai, chưa được nghe lọt vào tai một tiếng Phật, thì huống chi là được cúi mình cung kính đỉnh lễ cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật. Cứ nói ngay như Việt Nam chúng ta thôi, trên 90 triệu người dân. Nhưng mà tự hỏi rằng được khoảng độ nửa hoặc già nửa cái số người đó đã một lần được nghe tiếng Phật vào tai chưa? Đã một lần được đối trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật, chư Bồ Tát để nghiêng mình kính cẩn đỉnh lễ vái lại, cung kính cúng dường một lần chưa? Tôi nghĩ rằng cũng khó đấy. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta phải biết rằng mình may mắn. Tuy rằng mình phúc mỏng nghiệp dày, sinh ra vào thời mạt Pháp, không gặp Đức Thế Tôn quản trụ thế, nhưng mà tam tạng thánh điển của Ngài vẫn còn lưu hành ở đời, vẫn còn chư tăng xuất gia. Đâu đó thỉnh thoảng vẫn có những bậc chân tu, cao tăng thạc đức thị hiện để làm cái cây cao bóng cả ở trong Tùng Lâm, làm cái chỗ dựa tinh thần cho tín đồ Phật tử và cho giáo pháp của Đức Phật được trường tồn. Cho nên chúng ta vẫn thỉnh thoảng vẫn có những bậc cao tăng ấy xuất hiện. Ở Việt Nam chúng ta vừa qua thì chúng ta thấy có hai vị đại lão hòa thượng trong thời chiến tranh chống Pháp và Mỹ, đặc biệt là Pháp nạn năm 1963. Chúng ta thấy là lão hòa thượng Bồ Tát Quảng Đức xuất hiện đúng lúc đúng thời. Để đấu tranh cho chân lý, đấu tranh cho lẽ phải và đấu tranh cho sự tự do, bình đẳng, tôn giáo ở đằng trong lúc bấy giờ. Chúng ta nhớ cái sự kiện đó, đúng không? Nhớ sự kiện đó, Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu vị Pháp và để lại cái trái tim nguyên vẹn của mình. Và gần đây là một vị hòa thượng ở trong Huế để lại toàn bộ cái xá lợi là cái xương đỉnh đầu của Ngài. Mặc dù đốt toàn thân cháy hết, duy nhất cái xương nhục kế đỉnh đầu của Ngài đó, gọi là Phật thủ xá lợi, là không cháy. Chúng ta thấy ngoài ra những bậc chân tu thạc đức ẩn mình thì chúng ta chưa biết tới.
Rồi hai vị tổ sư Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta là Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh và Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Đó là những bậc cao tăng, những bậc cao tăng thạc đức của Phật giáo Việt Nam chúng ta trong thế kỷ 19, 20 và 21 này. Trên thế giới cũng còn khá nhiều những vị cao tăng mà chúng ta có thể chưa biết tới. Thì nói ngay Việt Nam chúng ta thôi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng chúng ta còn may mắn chán. Các Phật tử chúng ta sinh ra được thân người để gặp Phật Pháp còn may mắn chán. Và ở đây chúng ta thấy về chương kính Phật này, hôm qua thì nói về công đức tạo tôn tượng Phật, nói về việc lễ Phật và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì khởi tạo tôn tượng của Phật để kính lễ, thì cũng như là kính lễ Phật. Trong kinh Tạo Tượng Công Đức nói rằng sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn, bảy chúng đệ tử của Ngài cùng tất cả nhân thiên nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật mà khởi được lòng tín kính, cung kính đỉnh lễ cúng dường. Tranh ảnh tôn tượng của Phật cũng giống như cung kính đỉnh lễ Đức Phật, không có khác, công đức như nhau không khác. Vì khi Đức Phật còn tại thế thì gọi là xuất thế gian Phật bảo. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Cho nên cái công đức tạo tượng của Phật vào một hai bài giảng nữa, chúng ta mới thấy những cái sự linh nghiệm, những cái sự linh ứng bất khả tư nghì của việc của những pho tượng được các vua chúa quan lại tăng ni cư sĩ Phật tử và người dân thì tạo nên linh thiêng như thế nào. Dần dần chúng ta sẽ khám phá, học và nghiên cứu cái bộ Pháp Uyển Châu Lâm này, chúng ta sẽ khám phá ra những điều mà chúng ta thì chưa biết ở trong cửa Phật, chưa hay ở trong cửa Phật, chưa thấy ở trong cửa Phật, chưa nghe ở trong cửa Phật. Nay chúng ta thì sẽ được nghe, thậm chí nếu chúng ta nếu mà đủ đầy nhân duyên còn có thể được thấy nữa. Hôm nay chúng ta vào chương gì? Hôm nay chúng ta vào phần niệm Phật của chương kính Phật. Ở đây nói rằng Đức Phật có tướng bình đẳng, đệ tử có đức ngợi khen. Đức Phật thì có tướng bình đẳng, còn đệ tử thì có tướng gì? Tướng ngợi khen. Cho nên các Đức Phật ở mười phương đều ra đời trong cõi bùn nhơ. Các bậc chính giác đủ ba thân đều ngự trên đài sen báu. Ở đây Ngài nói, Ngài Đạo Thế, Ngài nói rằng Đức Phật thì có tướng bình đẳng, còn đệ tử của Đức Phật thì có tướng ngợi khen. Cho nên các Đức Phật ở mười phương đều ra đời ở cõi bùn nhơ. Câu này thì tôi với quan điểm của một người hậu thế thì tôi không dám nói là cụ sai, nhưng có thể tôi nói tất cả cụ nói là tất cả các nên các Đức Phật đều mười phương đều ra đời ở cõi bùn nhơ, thì câu này có thể là người dịch sai, người dịch sai với cái ý của tổ của cụ Đạo Thế. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thấy Ngài ra đời không phải ở gì, ở cõi bùn nhơ. Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai ở thế giới phương Đông cũng không ra đời ở cõi bùn nhơ. Cõi nước của Ngài là hoàn toàn trang nghiêm, thanh tịnh, thọ lượng, vô biên. Chúng sinh sinh về đó không từ lòng dục mà sinh ra, không phải từ bào thai mà sinh ra, không phải từ cái trứng mà sinh ra, không phải từ nơi ẩm thấp mà sinh ra, mà sinh ra do gì? Từ nơi công đức, từ nơi thần thông nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư và vô lượng các Đức Phật ở cõi Tịnh Độ khắp mười phương. Chứ không phải là Đức Phật nào ra đời cũng ở cõi đời ở uế trược, có năm ác trược là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung như Đức Phật Thích Ca chúng ta này. Cho nên nếu mà nói rằng
các đức Phật ở mười phương đều ra đời ở cõi Bùn Nhơ. Tôi không đồng ý với câu này. Nhưng đây không biết là do tác giả viết như vậy hay là do những người dịch chuyển ngữ, chuyển từ Hán văn nhầm ra đó. Cho nên đọc tới thì tôi phải đính chính luôn cho chúng ta hiểu. Không phải tất cả các đức Phật đều ra đời ở cõi xấu ác. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho các đại đệ tử Thanh Văn A-la-hán của mình có Đức Phật, đệ tử của Thích Ca Mâu Ni sau này thành Phật đó, là ở cõi hoàn toàn trang nghiêm thanh tịnh. Không có cảnh sinh, già, bệnh, chết, cũng giống như Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Tuổi thọ của Đức Phật đó và nhân dân trong cõi nước đó thì vô lượng, vô biên, không thể tính đếm được. Đấy, qua đó thì để khẳng định với các quý vị rằng đây là chúng ta học mà. Chúng ta học cho nên chúng ta cũng phải phân định cho nó gì, nó cái gì chúng ta thấy thì hợp lý thì chúng ta gật đầu, thuận theo. Còn cái gì chúng ta thấy thì trái với kinh luận thì chúng ta cũng có quyền để đặt dấu hỏi. Ở đây chúng tôi không dám nói là gì là tác giả viết sai. Hay cũng chưa dám khẳng định là những người dịch là chuyển dịch sai. Nhưng mà theo quan điểm của chúng ta qua đây chúng ta thấy thì có những đức Phật thành tựu ở cõi gì? Thanh tịnh trang nghiêm. Nếu mà ở đây nói rằng á, cho nên các đức Phật từ nơi tất cả gì? Đều từ nơi đều từ cõi Bùn Nhơ mà gì mà tu hành á, thành tựu đạo quả vô thượng tính đẳng trí giác á, thì được. Nhưng nói rằng tất cả các đức Phật đều ra đời ở trong cõi Bùn Nhơ thì nghe nó cũng chưa đúng lắm. Nó có một cái gì đó nó sai sai ở đây. Nói rằng các đức Phật đều đi từ cái cõi Bùn Nhơ uế trược mà thành tựu đạo vô thượng chính đẳng giác thì được. Đều ra đời ở trong cõi Bùn Nhơ thì có nghĩa là các ngài đang ở trong cái cõi Bùn Nhơ ấy mà thành Phật, giống như đóa sen mọc ở trong bùn mà chẳng có tay mùi bùn. Cái này chỉ ví cho Đức Phật Thích Ca chúng ta thì đúng. Đức Phật Thích Ca chúng ta đúng vì ngài ra đời ở trong cõi đời thì có năm ác trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung. Cho nên năm cái ác trược ấy được ví như gì? Ví như trong cõi Bùn Nhơ. Đức Phật ví như bông sen ở trong Bùn Nhơ ấy, ở trong cõi năm ác trược ấy mà không bị năm ác trược ấy nó làm lung lay, làm thay đổi, làm cho ngài thoái tâm, làm cho ngài phải đau khổ, làm cho ngài phải lưu chuyển, làm cho ngài phải gì? Phải luân hồi. Cho nên mới nói Đức Phật ví như gì? Ví như đóa hoa sen ngát hương mọc giữa cõi Bùn Nhơ, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung của nhân gian đó. Còn cõi Tây Phương Cực Lạc không thể nói thế được. Đây cũng nói thêm để chúng ta gì? Cho nên chúng tôi mới nói các quý vị là học bộ sách này chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn nhé. Nếu trong này hoặc là chuyển dịch hoặc là ngày xưa các ngài viết mà có thể nói thì nó có một chút gì đó nó còn ấy chưa rõ thì chúng ta phải, cái người giảng sẽ làm cho rõ thêm lại như thế để cho chúng ta thì không bị lầm. Ở đây nói là chúng sinh nhớ tưởng đến tướng nào của Phật cũng đều được lợi ích cả, tức là trong 32 tướng tốt của Đức Phật và 80 tùy hình hảo của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca chúng ta thì hiện ở thế giới này vì chúng sinh á, thì quý tướng thì không có mấy đâu. Cho nên ngài thì hiện chỉ lấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp là được rồi. Nhưng còn á, thực sự á, trong kinh Pháp Hoa nói là Đức Phật Thích Ca chúng ta có vô lượng tướng, vô lượng hảo, tùy theo chúng sinh tâm mà gì mà hiện. Nếu Phật Bồ Tát hoặc Thánh Tăng á, nhìn thấy Đức Phật thì không phải là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đâu, mà có vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình hảo để trang nghiêm thân thể của ngài. Các hàng đại sĩ và chư Phật mười phương á, thì nhìn thấy pháp thân của Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì cũng đồng như pháp thân của A Di Đà, của Dược Sư và của mười phương ba đời chư Phật, không có khác. Trang nghiêm thanh tịnh như nhau, bất sinh bất diệt, quang minh công đức như nhau, không khác, không hai không khác vậy. Đó, cho nên nó tùy vào gì? Công đức của mỗi loài, mỗi cảnh giới mà nhìn thấy vậy. Ở đây thì chỉ đang nói này, đang nói đến 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo của Đức Phật. Nếu mà người nào mà thường
quán những cái tướng tốt của Đức Phật đó, thì người đó sẽ được gì? Sẽ được lợi ích. Quán tướng nào thì được lợi ích về điều đó. Nghĩa là từ lúc xuất gia đến lúc thành chính giác, và khoảng giữa ngồi cội bồ đề hàng ma, đến rồi đến lộc uyển thuyết pháp vân vân, mỗi mỗi đều đầy đủ tướng quý vẻ đẹp, phát ra ánh sáng rực rỡ. Ở đây là gì? Nói là từ khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia cho đến 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở tại Tuyết Sơn, rồi cho đến lúc gì? Khoảng giữa ngồi dưới cội bồ đề hàng phục ma quân và thành Phật, cho đến gì? Đến lộc giã. Lộc giã đây là gì? Để thuyết pháp đó. Lần đầu tiên Đức Phật chuyển mãnh sai pháp sau khi thành Phật, nói về tứ diệu đế độ châm cho năm năm ông Kiều Trần Như đó. Mỗi mỗi đều có gì? Tất cả đều có những cái quý tướng vẻ đẹp, phát ra từ quang minh rực rỡ. Thân sắc của Phật đó, thì thanh tịnh giống như vàng ròng. Thân sắc của ngài có một cái màu vàng đặc trưng giống như vàng ròng vậy. Diện mạo của ngài á thì tươi đẹp tựa như trăng tròn sáng trưng. Răng của Phật á thì trắng và đều như ngọc kha tuyết. Răng thì trắng như ngọc kha tuyết và đều tăm tắp, không có cái to cái nhỏ, cái thò cái thụt như chúng ta. Răng của tôi cái to cái nhỏ, cái thò cái thụt, là thậm chí còn gãy một cái rồi, mới có 46 tuổi đã gãy một cái rồi. Nhưng Đức Thế Tôn á, răng của ngài đến năm 80 tuổi nhập Niết Bàn không mất một cái nào. Ấy, ngày xưa chúng tôi đọc là răng của ngài từ khi sinh ra cho đến thì đến khi già còn không gãy một cái nào cơ. Đã đến khi ngài nhập Niết Bàn không gãy một cái nào. Tức là ngài gì? Ngài không bị thay răng. Răng mọc từ khi sinh ra cho đến thì đến năm 80 tuổi răng không bị gãy một cái nào và không bị thay một cái nào. Thì đấy mới gọi là bậc thánh nhân xuất thế, người ta khác người thường chúng ta như thế. Chúng ta thấy nguyên cái gì? Cái thân cao mà trường 6, tức là tầm khoảng 3m2 của ngài đã gì? Đã khác với phàm phu tục tử người thường chúng ta rồi. Rồi á, cái tướng gì, tóc của ngài á, nó thì nó không giống như tóc của chúng ta. Tóc của chúng ta ai mà tóc xoăn á thì nó gì? Nó xoay linh tinh, xoay trái xoay phải. Nhưng tóc của Đức Phật á, thì khi nó xoăn theo cái chiều kim đồng hồ, nó xoắn rằng như dạng đuôi của con ốc á. Đấy. Cho nên ngày xưa Việt Nam chúng ta mới gọi Phật là gì? Ông Bụt Ốc. Ông cụ Bụt Ốc, tức là đầu tóc của ngài giống như con ốc ấy. Cho nên Việt Nam chúng ta ngày xưa gọi cụ là cụ Bụt Ốc, vân vân. Đấy. Răng của ngài thì trắng như ngọc kha tuyết và đều đẹp. Tóc của ngài thì nhuận sáng, xoăn như vỏ ốc, thuận cái chiều kim đồng hồ như vỏ ốc ạ. Mắt của ngài ví như hoa sen xanh, tức là đẹp như hoa sen xanh. Chúng ta nhìn thấy cái hoa sen xanh đẹp chưa? Đẹp lắm. Hoa sen hồng đã đẹp rồi, hoa sen trắng đã đẹp rồi, nhưng hoa sen xanh còn đẹp hơn. Vì sen xanh là nó quý hơn, đẹp hơn. Mày của lông mày của, tức là lông mày này này của Đức Phật á, thì sánh với gì? Sánh với Liễu Biếc. Đấy, cụ tả cái quý tướng của Đức Phật á. Lông mày thì sánh với Liễu Biếc. Giọng nói thì ngân vang. Tôi bây giờ mà nói mà không có loa có mic thế này thì chắc chắn mọi người ngồi xa tôi khoảng độ tầm 100 mét sẽ không nghe cái gì. Nhưng ngày xưa Đức Phật đã có loa đâu. Nhưng bằng cái công đức, bằng cái pháp âm thâm diệu của ngài, bằng cái tướng lưỡi dài rộng của ngài, ngài nói gì? Có hàng trăm ngàn vạn ức người đến nghe pháp cũng đều nghe được. Không chỉ con người mà chúng chư thiên thì nghe như là Phật đang nói tiếng của chúng chư thiên của cõi mình. Rồi á, con người, người nước nào thì đấy, nghe như Phật đang nói tiếng này của người nước ấy. Đấy, có một cái đặc biệt như thế. Đức Phật vẫn nói bằng một tiếng phạm âm thâm diệu, nhưng mà người nước nào thì nghe thấy Đức Phật như là đang nói bằng tiếng bản địa của nước mình. Vì ngày xưa đất nước Ấn Độ rộng lớn mà,
Đức Phật đi tới đâu Đức Phật chỉ thuyết bằng tiếng phạm âm thâm diệu thôi, nhưng mà chúng sinh ở trong quốc gia đó, con người ở trong quốc gia đó nghe nhận Đức Phật đang nói tiếng bản địa của mình. Đây là một cái chỉ có Đức Phật mới có, ngoài ra không có ai có. Các đệ tử của Đức Phật như A Nan, Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Thồng Thông Đệ Nhất cũng không có, Xá Lợi Phất Trí Tuệ Đệ Nhất cũng không có, duy nhất chỉ có Phật mới có. Thậm chí là những chúng sinh như con ốc, con hến nghe Đức Phật thuyết pháp mà hiểu được và nghe được như là Đức Phật đang gì, đang nói bằng tiếng của loài súc sinh ấy, các loài chim, các loài quỷ thần, rồng, Atula, Càn Thất Bà Khẩn Đa La Ma Hầu La Già, vân vân, đều nghe thấy gì? Đức Phật nói bằng tiếng, nói pháp bằng gì? Bằng tiếng của gì? Của cõi mình. Nhân đến vô lượng chúng sinh, nếu đủ nhân duyên đều nghe thấy Đức Phật gì? Thuyết pháp bằng tiếng của gì? Của loài mình, của cõi mình, của đất nước mình. Đó. Cho nên đây là một cái gì? Trong kinh Di Đà mới khen Đức Phật gì? Xuất quảng tràng thiệt, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn. Thuyết thành thực ngôn, tức là lưỡi của Đức Phật hiện ra tiếng lưỡi dài rộng che khắp 3000 đại thiên thế giới, mà nói lời thẳng thành thực rằng, thuyết thành thực ngôn là nói lời thành thực rằng, chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy này, nói về giọng nói của Đức Phật đó, thì ngân vang, tất cả chúng sinh đều nghe và hiểu được tiếng nói của Đức Phật, theo như là nghe như là Đức Phật đang nói bằng tiếng của gì? Của đất nước mình, của ngôn ngữ mình và của chủng loài mình, vân vân. Muôn tướng ung dung, ngũ nhãn sáng tinh, lục thông siêu việt. Đó. Rồi lại tài hùng biện như thác đổ. Tài hùng biện thì như thác đổ. Cứ dòng nước trước xô dòng nước sau. Dòng nước sau xô dòng nước trước. Cứ tuần tự như vậy, không có lúc nào ngắt vậy. Tiếng rì rào như tiếng thác đổ, như tiếng hải triều âm vậy. Tiếng hải triều âm tức là tiếng sóng biển vỗ vào, mỗi khi có gió nó vỗ vào bờ, rào rạt từng cơn ấy, hết to lại nhỏ, rào rạt không bao giờ dừng nghỉ vậy. Đấy, đó là tiếng pháp của Phật, tài hùng biện của Phật, giống như thác đổ, giống như sóng biển rì rào không bao giờ bạn đoạn tuyệt vậy. Ngài luôn chỉ dạy, cái lời chỉ dạy của Ngài thì hợp với tất cả các căn cơ. Vì Ngài trước khi thuyết pháp, Ngài quán xét cái căn cơ của chúng sinh nghe pháp, cầu pháp gì, cần pháp gì để độ được thì Ngài thuyết pháp ấy. Chứ không phải là như chúng ta bây giờ, chúng tôi bây giờ, nói thẳng là chúng tôi bây giờ chưa có được 6 pháp thần thông, chưa có được tha tâm thông, cho nên chưa biết được các vị căn cơ như thế nào. Các vị đang ở trong giai đoạn nào trong vấn đề tu tập để thuyết pháp, cho nên thôi thì cứ tuần tự nhi tiến, thuyết từ thấp cho đến cao. Thì ai mà thấp thì thích thấp thì họ nghe từ thấp, ai mà thích cao thì họ nghe đoạn cao, kiểu nó như thế. Thế còn Phật thì tùy căn cơ mà thuyết pháp. Vì Ngài thì chứng đầy đủ được tam minh lục thông, hiểu rõ được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, những mong muốn, những suy nghĩ của chúng sinh Phật đều biết rõ hết. Cho nên Ngài mới gì? Ngài thuyết pháp mới mới đúng vào cái tâm lý của chúng sinh ấy. Còn chúng ta bây giờ gọi là thôi vơ đũa cả nắm, thôi cứ lên thuyết như thế này này, ai đủ duyên nghe được, được bao nhiêu thì được. Ai đủ duyên nghe thì hoan hỉ, người khác không đủ duyên nghe thì ném đá. Có ném đá không? Có. Cũng có một số người là ném đá chúng tôi. Nghe giảng xong chửi tôi là gì? Cái ông sư là đi tà đạo, tuyên truyền mê tín dị đoan. Vừa qua nó còn một vài người ở trong Phật tử còn đăng lên Facebook là đề nghị Trung ương Giáo hội, đề nghị trưởng ban, đề nghị ban Hoằng pháp Trung ương là xem xét và kỷ luật cái ông sư ở chùa Khai Nguyên vì ông thuyết pháp tà đạo. Ông ấy đi thuyết pháp thì nghe theo thuyết pháp truyền bá pháp môn Tịnh độ là tà đạo.
vì đi ngược lại giáo lý nguyên thủy của Đức Phật. À, đấy, thế đấy, chúng ta thấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chúng ta cũng không thể mong rằng tất cả mọi người đều hoan hỷ với mình, đều khen ngợi mình. Đức Phật ngày xưa còn có người chê bai chỉ trích cơ mà. Một đấng thiên nhân sư Phật Thế Tôn, bậc thầy của trời người, ma phạm, mà còn bị một số những kẻ bà la môn là hiềm khích và cơ hiềm và tìm cách để hủy hoại thanh danh, cũng như là nói xấu Phật, thậm chí là gì ạ, là chính là em họ của mình ấy, còn đi lập mưu tính kế để giết mình cơ mà. Đó chính là Đề Bà Đạt Đa đó. Chính vị thị giả của mình là Thiện Tinh Tỷ Khiêu á, cùng với Đề Bà Đạt Đa là cũng gì, cũng hại Phật và đi nói xấu Phật cơ mà. Chúng ta nhớ Thiện Tinh Tỷ Khiêu là mới là thị giả đầu tiên của Đức Phật nhé. A Nan là thị giả thứ hai, mà thị giả trung thành nhất là A Nan. Đấy, chúng ta mới thấy được rằng đâu có phải là Đức Phật là đấng vô thượng chính đẳng chính giác như vậy rồi, nhưng mà vẫn còn có kẻ yêu người ghét. Đấy, giống như ánh trăng rằm kia, đối với chúng ta những bậc trí nhân quân tử, những người làm ăn chân chính thì lại gì, rất thích là đêm trăng rằm sáng để cho mọi người đi chơi, đặc biệt là vào ngày rằm Trung Thu, trăng tháng 8 chẳng hạn, muốn đêm hôm đó trăng sáng trưng rực rỡ không mưa, để cho gì, cho các con các cháu nhà mình đi chơi, mình đưa các cháu đi chơi cho hoan hỉ vui vẻ, đúng không? Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta, những người mà Phật tử hoặc những người dân làm ăn chân chính lương thiện, thì ai cũng mong muốn rằng già trẻ gái trai, ai mong muốn rằng đêm rằm tháng 8 âm lịch, tức là ngày Tết Trung Thu cho các cháu đó, ai cũng muốn ngày đó là ngày trời quang mây tạnh, ai cũng muốn cho ánh trăng rằm sáng trưng rực rỡ ở trên bầu trời xanh bát ngát kia. Nhưng ngược lại thì cũng có những kẻ gọi là sống bằng cái nghề đạo trích, những kẻ đạo trích sống bằng cái nghề ăn trộm ăn cắp, nó chỉ mong rằng hôm đó trời mây đen kéo đến ngùn ngụt ngút ngàn và che đi cái ánh sáng của mặt trăng, để cho nó có thể vào nhà này vào nhà khác để có thể chôm chĩa được cái gì đó. Chúng ta thấy không? Có không? Có. Đó, cho nên ở đây mà nói là không thể nào đến trời là gì, là ánh trăng trên trời là tự nhiên, tự nhiên, mà còn có kẻ yêu người ghét như thế, còn có người thì thích, có người không thích như thế. Đấy, câu chuyện trong kinh Bách Dụ Đức Phật nói, thời Đức Phật cũng kể một câu chuyện đấy. Trong gia đình có bà mẹ sinh được ba đứa con, thì một đứa thì làm nghề buôn bán hàng tạp hóa, một đứa thì làm nghề bán ô, còn một đứa thì làm nghề bán giày cỏ, tức là bán cái giày cỏ, người xưa làm cái giày cỏ đó. Ba đứa con làm ba nghề, một đứa thì bán tạp hóa, một đứa bán ô, một đứa buôn bán giày cỏ. Thế thì khi mà mấy đứa con đang ngồi ăn cơm với mẹ thì bắt đầu thì đứa cả thì mong là, cái đứa cả thì bán tạp hóa thì mai là mong cho gì ạ, mong cho trời đừng mưa đừng nắng, nó râm nó mát, để cho người ta đi chợ người ta mua hàng của em. Đấy, thì bán tạp hóa mà, bán đồ ăn, bán các thứ mà. Đấy, các thứ kiểu như thế, nôm na như thế. Thế cái đứa thứ hai này nó bán giày cỏ, thì nó bảo là, thì mong cho là trời gì, trời nắng ấm, để mọi người đi chơi, mọi người mua giày để mọi người đi chơi, để mong cho trời thì trời mát mẻ chứ, mong cho trời mát mẻ. Đứa đầu tiên thì mong cho trời nắng, xin lỗi, đứa đầu tiên thì mong cho trời nắng để bán được hàng, để làm lụng, để các gì đó, bán hàng cái gì đó thuận tiện cho cái việc của nó. Đứa thứ hai thì mong cho trời thì trời mát, để mọi người trời mát trời lạnh để mọi người mua giày của nó để đi chơi.
Nhưng cái đứa thứ ba thì nó lại nó mong cho trời mưa. Vì sao phải nó bán ô? Mong cho trời mưa thì có người mua ô nó để đi. Đứa thì mong cho trời nắng, đứa thì mong cho trời mát lạnh, đứa thì mong cho trời mưa. Thế trời mà nắng thì trời mát thì không ai mua ô. Trời mưa thì chả ai đi giày để cỏ được, cho nên chả ai mua. Mà nắng quá thì cũng nóng chả đi giày cỏ được, cho nên chả ai mua. Cho nên ba đứa con ngồi ăn cơm với mẹ mà ba cái ước mong cho ngày mai á. Đứa thì mong trời nắng, đứa mong trời râm mát lạnh, đứa thì mong cho trời mưa càng to càng tốt. Mưa càng to thì người ta thì càng mua ô mình nhiều. Trời càng mát càng lạnh thì người ta mua giày mình càng nhiều. Trời càng nóng thì người ta lại phải đi đến quán hàng để mua nước mua ấy nhiều. Đến quán ăn này mua nước mua nhiều, phải vân vân. Có nghĩa đại ý là chúng ta thấy đối với con người chúng ta thì chẳng thể nào mà chiều hết lòng người được. Người thì nói thế này là đúng, người nói kia là đúng, chỉ có Phật gì mới hiểu rõ được tất cả cái mong muốn của chúng sinh, cái tâm thức của chúng sinh, cái ý nghĩ của chúng sinh mà thôi. Còn chúng sinh thì cái gì người nào cũng muốn cho mình. Cho nên chúng ta thấy Phật ngày xưa, ngày còn tại thế còn có không bằng lòng, còn có chửi mắng ngài, cũng như chúng tôi. Nên thuyết pháp như thế này thì cũng có người ta bảo là mình thuyết pháp về tà đạo, đi ngược lại với giáo pháp nguyên thủy của Phật giáo Nam Tông, Phật giáo nguyên thủy, tà đạo, vân vân và vân vân. Đó. Cho nên ở đây thì thôi kệ họ. Ai đủ duyên thế nào thì nghe thế. Người ta không đủ duyên, người ta chửi mình mới phải chịu thôi. Không sao. Miễn là những bài pháp mà có người nghe, có người tin, có người hiểu, có người thọ trì, có người niệm Phật, có người cầu sinh tịnh độ và có người vãng sinh tịnh độ là được rồi. Một người vãng sinh sau này thành Phật sẽ cứu độ được vô lượng vô biên người, vô lượng vô biên chúng sinh. Cho nên chúng tôi cứ thôi, cứ chịu khó bòn rút chút công đức của các quý vị, nương theo lời Phật, lời tổ đã dạy, cái chịu khó lên để ngồi để thuyết pháp giảng kinh, giảng luận cho các quý vị nghe. Ai mà đủ duyên đấy thì họ hoan hỷ, sinh tâm hoan hỷ và họ thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật, tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, chuyên tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Còn thì những người họ không bằng lòng thì thôi họ chửi cũng phải chịu thôi, chứ cũng không có cách gì hơn cả. Cho nên ở đây mới nói gì, Phật thuyết pháp á, thì hùng biện như là thác đổ, luôn phù hợp với căn cơ. Còn chúng tôi thì ở đây không thể gọi là thuyết pháp được, mà gọi là lên vừa gọi là vừa học vừa ôn lại bài đúng hơn. Chúng tôi thì cũng chưa đủ tài, đủ đức, đủ trí tuệ để mà gọi là lên để thuyết pháp giảng kinh. Đây gọi là lên gọi là ôn lại bài. Thì thôi ngồi đọc một mình thì cũng thế. Mà trước đây thì cũng nói, tiện đây thì cũng nói lên thì bảo bên ban thông tin truyền hình lên cho chúng ta cùng nghe, cùng tham khảo, ai thấy phù hợp, thấy hợp với căn cơ chủng tính và cái ước nguyện của mình thì tin và làm theo, thì kết duyên với nhau. Còn nói về thuyết pháp thì chúng tôi quả thật là chưa đủ tài, đủ đức. Không biết bao nhiêu đời kiếp tu tập nữa mới có thể gọi là giảng pháp được. Bây giờ chúng tôi gọi là thôi, lên nói chuyện thôi. Nói chuyện với chúng ta, lên để đọc sách và cùng chia sẻ với chúng ta. Các vị có cái gì sai, các vị phát hiện ra thì cũng hoan hỷ lượng thứ cho. Thì chúng tôi đây cũng chưa phải là bậc pháp sư, cũng chưa phải là bậc đại sư, chưa phải là bậc cao tăng đắc đạo gì. Lênh đênh trong cửa Phật 20 năm nay, ăn bám cửa Phật ở chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên và một số chùa. Đấy, gọi là ăn bám.
bám vào cửa Phật để ăn bám, nương nhờ cửa Phật để ăn bám. Tài đức có gì đâu, chẳng chưa có cái gì cả, tất cả vẫn là con số không hết. Cho nên đây gọi là lên để đọc sách để cùng chia sẻ với chúng ta. Ai hoan hỷ thì hoan hỷ, ai không hoan hỷ, có chửi có mắng thì thôi cũng phải chịu. À, Ngài đã thành tựu Phật thân chọn tam điểm. Tam điểm ở đây tức là điểm của chữ Y Tất Đàm, dụ cho ba đức, tức là đức Pháp Thân, đức Bát Nhã và đức Giải Thoát đó. Tam điểm ở đây là dụ cho chữ Y của ba đức, tức là đức Pháp Thân, đức Bát Nhã và đức Giải Thoát đó. Ngài đã thành tựu Phật thân chọn đủ ba đức, nói như thế cho dễ đi, đó là đức Pháp Thân, đức Bát Nhã và đức Giải Thoát. Chứng được pháp thể đầy đủ ngũ phần, đem pháp quyền và thật để cứu giúp chúng sinh, tùy chân thân và ứng để hóa độ mê tình. Ở đây câu này nói đem pháp quyền thật, ở đây là tác giả gì lấy ở trong kinh Pháp Hoa. Pháp quyền pháp và thật pháp. Quyền pháp là các pháp phương tiện, còn các bộ kinh như là A Hàm, như là kinh Phương Đẳng vân vân, từ trước đấy đều là quyền pháp hết. Đến thời Pháp Hoa Niết Bàn thì mới gọi gì thực pháp, hoặc là những bộ kinh đại thừa rộng lớn, nghĩa lý sâu xa như là Hoa Nghiêm, Bát Nhã, rồi Pháp Hoa, Niết Bàn, đó mới gọi là gì, là thực pháp. Còn những cái bộ kinh khác được xếp vào gì là quyền pháp. Quyền tức là gì, là phương tiện, là phương tiện, được ví như chiếc thuyền để đưa người qua sông. Mà ở đây nếu là xét cho cùng rốt ráo ra, kể cả Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn cũng gọi là quyền pháp. Nói đến rốt ráo, nói đến chân lý, nói đến cái chỗ uyên áo thâm sâu tuyệt diệu, ngôn cú ở trong nhà Phật đó, tuyệt bách phi ly ngôn cú đó, thì tất cả đều là phương tiện hết. Vì trong kinh Kim Cương Đức Phật nói gì, 49 năm nay Đức Như Lai chưa từng nói một lời. Ai lấy pháp cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ đó thì hành tà đạo. Người đó hành tà đạo. Cho nên ở đây là gì? Khi mà nói như thế là gì? Là nói về thực pháp. Chứ còn tất cả những lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận, từ kinh A Hàm, kinh Trung Bộ, Trường Bộ vân vân, kinh Nikaya cho đến kinh Đại Thừa Phật Giáo, tất cả cũng chỉ đều là quyền pháp mà thôi. Tức là pháp phương tiện, dùng pháp phương tiện để đưa chúng sinh về nơi chân như thực tướng, nơi thể tính bình đẳng, thanh tịnh, bất sinh bất diệt, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, như như bất động, gọi là chân như, hay gọi là Phật tính, hay gọi là Bồ đề, hay còn gọi là gì, Niết Bàn Diệu Tâm, vân vân. Cho nên ở đây thì đấy, thì khi mà nói như thế đó là nói về thật tướng. Còn nói về quyền pháp tức là tất cả các pháp phương tiện. Những lời Đức Phật nói ra được ghi vào giấy vở chúng ta bây giờ, thành kinh Luận Luận bây giờ, nếu mà xét ra cũng đều là quyền pháp mà thôi. Cho nên ở đây mới nói là câu này được câu quyền pháp và thật pháp này đó, là rút ra trong kinh Pháp Hoa, là khai quyền hiển thực, hội tam quy nhất. Thế nào là khai quyền hiển thực, hội tam quy nhất? Khai quyền tức là Đức Phật sau khi thành Phật, Ngài thấy là những cái pháp sâu xa mà Ngài chứng được, thần thông công đức diệu dụng mà Đức Phật chứng được, có đem có nói thì thế gian họ không hiểu được, không biết được. Nói về chỗ sở
chứng sở đắc của Đức Phật đó, thì chúng sinh tuyệt nhân không thể hay thể biết được. Nhấn đến chư thiên, nhấn đến hàng Bồ Tát chưa vào cái ngôi gọi là Bổ Xứ thì cũng còn chưa biết được. Hàng Bổ Xứ cũng chỉ biết được phần nào, cũng không thể biết hết được. Cho nên Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Ngài khởi ra cái tâm muốn nhập Niết Bàn thì liền là Thiên Đế Thích Thiều Kiều Thi Ca hiện xuống từ trên cung trời Đao Lợi, hiện xuống và thỉnh Phật Thích Ca thuyết pháp. Và Thiên Đế Thích nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, mười phương ba đời chư Phật đều dùng các pháp phương tiện để giáo hóa độ sinh. Nay Đức Thế Tôn thì cũng nên dùng những cũng nên dùng các pháp phương tiện như mười phương ba đời chư Phật để giáo hóa độ sinh. Cho nên Đức Phật thì nghe Thiên Đế Thích thỉnh như vậy, Đức Phật mới ngài mới quyết định là không nhập Niết Bàn nữa, và ngồi lặng lẽ yên nhiên quán thực tướng của các pháp, và rồi xem xét căn cơ của ai được ngài hóa độ. Và ngài thấy là chính năm anh em Kiều Trần Như, năm người bạn tu hành khổ hạnh trong Tuyết Sơn với mình trước đây là người xứng đáng được độ trước nhất, vì có nhiều nhân duyên thù thắng với nhau, nhiều đời nhiều kiếp, cho nên Phật đi tới thành đi tới vườn Lộc Uyển để độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Và sau khi độ cho năm anh em Kiều Trần Như thì cả năm vị năm anh em Kiều Trần Như này đều chứng đắc được thánh quả La Hán, và đây là ngôi tăng bảo đầu tiên được thành lập ở thế gian. Đức Phật là ngôi Phật bảo, giáo pháp của Đức Phật là ngôi pháp bảo, còn năm anh em Kiều Trần Như là ngôi tăng bảo đầu tiên. Từ đó dần dần độ ra cho đến ông Ca Diếp và hai ông em của ông Ca Diếp, ông Già Ra Ca Diếp, ông Na Đề Ca Diếp và ông gì Ca Diếp này, ba ông Ca Diếp, ba anh em ông Ca Diếp. Còn ông Ma Ca Diếp là ngài Đại Ca Diếp, ngài Ẩm Quang là khác nhé. Cái vị hành hạnh đầu đà đệ nhất là ông Ca Diếp, đấy là Đại Ca Diếp, hay còn gọi là Ẩm Quang Tôn Giả, ngài Ca Diếp đấy khác. Còn ba anh em ông Ca Diếp là ông trong khoa cúng Phật, ngày xưa ấy thỉnh suốt, lâu lâu không cúng Phật mà quên đấy. Ông Già Ra Ca Diếp, ông Na Đề Ca Diếp và ông gì này này, đó, lâu lâu quên đấy. Ba anh em ông Ca Diếp là gồm có 1.000 đệ tử. Ông anh cả thì có 500 đệ tử, ông thứ hai và ông thứ ba có thì có 500 đệ tử nữa, mỗi người em có 250 đệ tử nữa là 1.000 đệ tử. Sau khi độ anh năm anh em Kiều Trần Như xong, Đức Phật độ cho ba anh em ông Ca Diếp và 1.000 đệ tử của ba anh em ông Ca Diếp nữa. Ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, nhớ rồi, ông đầu tiên là ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, ông thứ hai là ông Già Ra Ca Diếp và ông thứ ba là ông Na Đề Ca Diếp, nhớ rồi đó. Tưởng là già nó lú lẫn hết mà may cũng còn nhớ ra được. Ông đầu tiên, ông anh cả là ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Ông thứ hai là ông Già Ra Ca Diếp. Ông thứ ba là ông Na Đề Ca Diếp. Ba anh em ông Ca Diếp ấy. 1.000 đệ tử. Và dần dần sau này đến độ cho gì? Độ cho đến vô lượng hàng Thanh Văn A-La-Hán. Không thể tính đếm hết được là bao nhiêu người được Đức Phật độ cho chứng quả A-La-Hán. Và những người, các hàng Bồ Tát và chúng chư thiên, hành Bồ Tát ở trong thế giới hữu hình và vô hình, vô lượng, vô biên, không thể tính đếm hết nữa. Đó. Cho nên ở đây mới nói gì? Ở đây mới nói là khai quyền hiển thật. Đó. Tức là khai mở ra cái quyền pháp, dùng các pháp phương tiện để hiển ra cái thực pháp. Cái thực pháp đó là gì? Khi mà tất cả những người mới vào học đạo á, thì chúng ta thấy Đức Phật đầu tiên là đều dạy theo ngài Thiên Thai Chí Giả nói về, tất nhiên nó không phải là chuẩn chỉ 100% như thế, nhưng mà cái tuần tự thuyết pháp của Đức Phật nó cũng theo cái chu trình, bắt đầu giống như chúng ta trẻ con đi học, mới đầu học lớp 1 thì dạy giáo án lớp 1, cấp 1 thì dạy cấp 1, cấp 2 dạy cấp 2 và cấp 3 thì dạy cấp 3, và đại học ấy, thì cái trình tự thuyết pháp của Đức Phật cho các đệ tử thì nó cũng tương tự như vậy, trừ một số những trường hợp đặc biệt. Đấy, trừ trường hợp một số trường hợp đặc biệt thì Đức Phật thì thuyết vào thẳng về chân tâm, vào thật tướng,
nghe một cái là chứng đắc quả là hán luôn, bằng không cũng phải học từ từ thì mới chứng được. Cũng giống như ở chúng ta ở trên đời cũng có một số thần đồng ấy, 8 tuổi là đỗ tất cả các người, lấy được bằng đại học rồi và học tiến sĩ rồi ấy. Trên thế giới có người 8 tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ rồi đấy. Ở nước ngoài như Việt Nam thì chắc chắn không bao giờ có rồi. Nước ngoài người ta 8 tuổi có người lấy bằng tiến sĩ. 8 tuổi. Thần đồng. Ngày xưa chúng ta phong kiến Việt Nam, chúng ta ngày xưa thì có Trạng Nguyên Nguyễn Hiền đó, đúng không? 12 tuổi là đỗ Trạng Nguyên. Không phải 8 hay 12 tuổi, nhưng 12 tuổi phải, lâu lâu tôi không nhớ rõ. Hình như 12 tuổi đã đỗ Trạng Nguyên. Đấy. Cho nên cái này chúng ta mới nói rằng nó cũng không thể, nhưng cái trường hợp này là trường hợp để cá biệt đặc biệt thôi, lâu lâu mới xuất hiện một lần. Đấy. Cho nên đấy là người ta gọi là thần đồng, những người có cái trí tuệ và có cái phần đặc biệt khác với người thường của họ, thì đấy thì ít. Đây là nói những cái căn bản, cái chung quy, cái phổ thông. Thì chúng ta thấy Đức Phật thuyết pháp theo ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là được gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca đó. Ở tại Trung Hoa ngài được gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ đó. Ngài là sơ tổ của Pháp Hoa Tông, một trong 10 tông phái Phật giáo lớn của Phật giáo Trung Hoa. Ngài sắp xếp trình tự một đời thuyết pháp giáo hóa độ sinh của Đức Phật bằng một bài kệ như sau: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, Nhị thập nhị niên bát nhã đàn, Pháp Hoa niết bàn cộng bát niên. Chúng ta thấy Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật là sao? Tức là sau khi thành Phật á, 49 ngày đêm ngồi dưới cội Bồ Đề, ngày thành Phật á, ngài ngồi ở dưới cội Bồ Đề ngài ngồi dưới cội Bồ Đề 21 ngày để ở trong thiền định để thuyết pháp cho các vị pháp thân đại sĩ Bồ Tát, những người có duyên với ngài, đã từng theo ngài nhiều đời nhiều kiếp để tu nhân hành đạo hoằng pháp giáo hóa độ sinh đó. Thì ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm. Khi ngài ngồi đó thì những người thế gian chúng ta vẫn không biết gì cả. Người thế gian theo Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Tiểu Thừa thì họ nói rằng 21 ngày đầu thì 7 ngày Đức Phật ngồi nhìn cây Bồ Đề chẳng hạn, 7 ngày thì Đức Phật đứng ở bên trái cây Bồ Đề, 7 ngày Đức Phật nhìn bên phải cây Bồ Đề. Đấy, còn đấy, 37 là gì? 21. 7 ngày thì nhìn cái đứng ở bên trái cây Bồ Đề, 7 ngày thì đứng ở bên phải cây Bồ Đề, 7 ngày thì đứng thì ngồi chiêm ngưỡng cây Bồ Đề, vân vân. Thì 3 tuần là 21 ngày. Phàm phu hoặc là gọi là quyền thừa Phật giáo thì họ thuyết, họ nói rằng 21 ngày đó là Đức Phật sau khi chứng đạo là ngày như thế như thế. Còn với pháp thân đại sĩ Bồ Tát thì thấy này, 21 ngày đầu tiên sau khi thành Phật, ngài vẫn ngồi lặng lẽ yên nhiên dưới cội cây Bồ Đề, nhưng mà chỉ dùng đại thần lực để vân tập các vị đại sĩ Bồ Tát và những vị pháp thân đại sĩ Bồ Tát thì hiện ra ở các thế giới như là quỷ thần, chư thiên, vân vân đó, Càn Thát Bà Tu La, Ca Lô La, Khẩn Na La, vân vân đó, để đi đến tại ở Bồ Đề Đạo Tràng, ngài thuyết về gì? Thuyết về kinh Hoa Nghiêm, thuyết về chủng chủng vô lượng thế giới hải, vân vân đó. Mà sau này bộ kinh đó được chư thiên và Long Vương đem cất lên ở các cõi trời, cõi rồng. Và sau cái Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 700 năm sau, 6 đến 700 năm sau thì có vị Bồ Tát Long Thọ, ngài mới ngồi thiền nhập định xuống Long Cung, mới học thuộc trên 80.000 bài kệ của kinh Hoa Nghiêm. Đấy là học tiểu bộ Hoa Nghiêm thôi nhé. Còn trung bộ và đại bộ Hoa Nghiêm nó có vô lượng vô biên những bài kệ này. Đức Phật thuyết đây gọi là thuyết bằng pháp thân. Phật dùng bằng pháp thân công đức vô lượng để thuyết vô lượng bất khả tư nghị pháp. Hàng phàm phu tục tử chúng ta có mắt như mù, có tai như điếc. Kể cả thanh văn, thánh tăng hay còn gì ạ? Tất nhiên lúc đó chưa có thánh tăng. Cho nên phàm phu, những người chúng sinh bình thường thì thấy
Đức Phật thấy như là Đức Phật phân thân ra, một thân thì ngài đứng kia, một thân đứng kia, 7 ngày ngài đứng kia, 7 ngày đứng bên ngài, 7 ngày gì rồi nhìn cây bồ đề vân vân chẳng hạn. Thế đó là chuyện bình thường. Chúng ta học những bậc cao tăng ấy, ở Trung Quốc, Việt Nam chúng ta cũng có. Ngày xưa có một vị cao tăng ở Việt Nam, chúng ta không cần Trung Quốc đâu, Việt Nam có vị cao tăng đắc đạo. Một hôm thì ngài có cái xóm ở dưới chân núi đến thỉnh ngài là mai nhà con muốn cúng giảng trai tăng, thỉnh ngài hoan hỉ đến nhà con để thiết đãi chúng con xin cúng giảng trai tăng ngày mai. Ngài hoan hỉ nhận lời. Rồi á, mấy nhà ở dưới chân núi cũng đều thấy lên thỉnh ngài, chắc ngày hôm đó là cái ngày đặc biệt gì đó, có thể là ngày Vu Lan Báo Hiếu chẳng hạn, vân vân. Mà nhà nào cũng muốn lên thỉnh hòa thượng xuống để nhận cúng giảng trai tăng cho nhà con được phúc, lấy công đức đó để hồi hướng siêu độ cho ông bà tổ tiên vân vân chẳng hạn, có thể. Cho nên cả cái xóm dưới núi nhà nào cũng đến thỉnh ngài là mai xin ngài là đến nhà con để thọ nhận sự cúng giảng, nhà con xin cúng giảng trai tăng. Hòa thượng thì đều hoan hỉ nhận lời. Và đến hôm sau á, vào giờ ngọ nhà ai cũng thấy là hòa thượng đến nhà mình để nhận cúng giảng và ăn cơm tại nhà mình, nhà nào hoan hỉ. Xong đến hôm sau, đến tối lại, và hôm sau mọi người gặp nhau mới kể là hôm qua hòa thượng xuống nhà tôi ăn cơm, hoan hỉ quá, chưa bao giờ mời được hòa thượng, lần này là mời được hòa thượng đến nhà. Thế nhà kia người kia bảo thế bà mời hôm nào? Tôi mời hôm qua, chưa hôm qua. Thế bảo lạ, chưa hôm qua hòa thượng đến nhà tôi mà. Thế người kia bảo hòa thượng đến nhà tôi. Thế xong mọi người thấy lạ, bắt đầu mới đem đi hỏi cả cái làng ở dưới chân núi, cả xóm dưới chân núi, nhà nào cũng nói hôm qua hòa thượng đến nhà tôi. Đấy, một vị thánh tăng, đệ tử của Phật, cách Phật đã xa mà thì còn làm được điều đó. Câu chuyện này ở bên Trung Quốc có, ít nhất là tôi đọc tới 2-3 câu chuyện như thế rồi. 2-3 câu chuyện như thế mà ở Trung Quốc nó còn rộng lớn hơn, còn vào cả cung vua để nhận thỉnh cúng thọ trai nữa. Rồi thậm chí là có người thì hiện chết đi rồi, đem chôn xác đi rồi á, xong rồi có người lại bảo nhìn thấy ngài đi ở biên giới, đặc biệt là tổ Bồ Đề Đạt Ma hay là ngài Phật Đồ Chừng. Tới đây sẽ học tới đấy, chúng ta sẽ thấy những bậc cao tăng người ta học thấy như thế. Thế kể cả gì ạ, thân mẫu của Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền 102 tuổi vừa vãng sinh mấy năm nay ở Trung Quốc á, bà mẹ của ngài cũng thế, sau khi tịch rồi cho vào quan tài đem chôn á, nhưng mấy năm sau bốc mộ không có một cái gì cả, trong đó chỉ có một bộ quần áo và một cái một chiếc dép. Đấy, vẫn còn bộ quần áo với chiếc dép, nhưng không có một cái quần áo thì không rách, không nát, không mục, nguyên như vậy. Sau 3 năm mà bốc mộ lên thì còn nguyên như vậy, chúng ta thấy không? Đấy, đây là thân mẫu của Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền 102 tuổi, không biết chữ, chỉ một câu A Di Đà Phật, tự do tự tại, biết trước ngày giờ vãng sinh đó. Chúng ta thấy các bậc thánh tăng còn có những việc kỳ đặc như thế, huống chi là gì? Là Đức Phật. Huống chi là Đức Phật. Cho nên ở đây mới nói là Đức Phật ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, nhưng mà hàng phàm phu và người dân bình thường á, thấy như là ngài đứng ở chỗ kia 7 ngày, đứng chỗ kia 7 ngày, rồi đứng chỗ này 7 ngày, 3 là 21 ngày, là cái chuyện bình thường. Rất bình thường các quý vị, tùy theo căn cơ mà nhìn thấy. Rồi chúng ta học vào tiếp chúng ta mới thấy, khi ngài về cung họ Thích á, có 500 người trong cung họ Thích lại nhìn thấy Đức Phật gì? Thân thể là đen đúa gầy còm như thân thể Bà La Môn ốm yếu á. Cho nên nó thương Đức Phật và khóc tu tu ra. Đức Phật mới nói là tại sao thì các con lại khóc? Các vị ở trong dòng họ Thích nó bảo là tại sao Đức Thế Tôn ngày xưa ở nhà còn làm thái tử thì béo khỏe đẹp đẽ, trang nghiêm thanh tịnh, da rẻ thì là đẹp đẽ, mà bây giờ đi tu vào thành Phật rồi mà tại sao ngài lại đen đúa, mà lại gầy còm xấu xí như là vị Bà La Môn già như thế. Đức Phật mới bảo là này các vị vương gia, thái tử, hoàng tộc, công chúa vân vân, chẳng qua đấy là Đức Phật nói về do cái nhân ác của các vị còn sót lại từ đời trước, cho nên nhìn thấy như lai như vậy, nay phải gì, phải mau mau để sám hối thì các vị sẽ thấy gì, cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ của Như Lai.
Nghe Đức Phật nói như vậy, cả 500 người dòng họ Thích đều là nhất tâm sám hối. Sám hối xong một cái lại thấy thì thân tướng của Đức Phật đúng như là thân tướng của Đức Phật, đầy đủ 32 tướng tốt và 80 tùy hình hào, và quang minh sáng trưng rực rỡ như mọi người vậy. Đó, cho nên đây là nghiệp của chúng sinh. Nghiệp của chúng sinh tùy theo nghiệp tính của chúng sinh mà nhìn thấy. Cho nên mới nói là Phật nhìn thấy chúng sinh thì tất cả đều là Phật. Chúng sinh nhá, mê thì nhìn thấy Phật là gì? Thì lại là chúng sinh, là chỗ đó. Giác ấy, thì nhìn thấy Phật là Phật, thấy chúng sinh đều là Phật, thấy Phật là Phật. Còn nó mê ấy, thì gì? Thấy chúng sinh là chúng sinh, và thấy Phật cũng là gì? Cũng là chúng sinh luôn. Đấy. Cho nên chúng ta thấy không? Cái thấy nó khác nhau ở cái chỗ gì? Ở cái chỗ đó. Mê và ngộ nó thấy nhau ở chỗ đó. Giống như các vị thấy không? Người nghiện thuốc ấy, thì họ ngửi thấy mùi thuốc lá, nhìn thấy người ta cầm điếu thuốc lá là cái giỏ rãi và phải đến mon men đến bằng được để xin một điếu hoặc là xin mấy hơi. Nhưng còn chúng ta không nghiện thuốc thì họ có hút hay họ là có đưa cái thuốc gì, xì gà hay là thuốc gì gì đó, họ hút vì phải họ trước mặt chúng ta cũng mặc kệ vì chúng ta không nghiện đâu. Còn cái thấy là khác nhau. Cũng ví như thế. Lấy cái pháp của thế gian để phí cho gì? Pháp bất thế gian, pháp xuất thế gian để chúng ta gì? Dễ liên tưởng để dễ học hành. Không có học vào cái này nó khó đấy. Nó khó hơn An Sĩ Toàn Thư, vì đây là giáo lý. Đây là giáo lý là gì? Nhiều giáo lý trích ở trong kinh điển, thậm chí có những phần trích trong kinh điển là giáo lý thầm thâm, vi diệu. Cho nên về Phật giáo Nam Tông và trong Nguyên Thủy, họ cho là 21 ngày đầu Đức Phật không thuyết kinh Hoa Nghiêm. Mà Đức Phật gì? 21 ngày sau khi thành Phật đó, Ngài đứng bên trái 7 ngày, đứng phải 7 ngày và đứng ở dưới gốc cây Bồ Đề để gọi là cảm ơn cây Bồ Đề 7 ngày vân vân. Mấy năm trước tôi đi sang Ấn Độ, thầy Hoàng Hòa thầy giảng như thế, thì tôi biết ngay đây là gì? Đây là cái cách giảng của gì ạ? Cách truyền bá, cách giảng của Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy. Còn Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa chúng ta 21 ngày đầu Ngài vẫn ngồi lặng lẽ yên nhiên dưới cội cây Bồ Đề và thuyết gì? Thuyết kinh Hoa Nghiêm. Cho nên bài kệ phân định giáo pháp của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư được gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, gọi là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật là như thế. A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, tức là 12 năm tiếp theo. Thập Nhị tức là 12 năm tiếp theo Đức Phật thuyết kinh gì? A Hàm. Về Đại Thừa chúng ta thì gọi là có 4 bộ A Hàm: kinh Trung A Hàm, Trường A Hàm, kinh Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Tương đương với bên Nikaya là 4 bộ kinh là Trung A Hàm, thì tương đương với là và kinh Trung Bộ. Trường A Hàm thì tương đương với là với Trường Bộ Kinh. Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm, thì hai bộ A Hàm còn lại thì tương đương với tương ưng bộ kinh. Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Thi Bộ Kinh và đấy, 4 bộ bên A Hàm ở bên thì bên Nam Tông đó. Chúng ta có thể tra cứu lại ở trong từ điển Phật học sẽ rõ được. Và có những nơi còn ở bên Phật giáo Nguyên Thủy có con 5 bộ kinh nữa. Không phải là 4 bộ mà 5 bộ, thì chúng ta tra sẽ thấy được. Ở bên đó có 5 bộ kinh. Biết ngay cái quan điểm mà nói rằng 21 ngày Đức Phật đứng bên trái, đứng bên phải cây Bồ Đề và ở dưới cây Bồ Đề để nhìn ngắm và cảm ơn cây Bồ Đề, đó là quan điểm của Phật giáo Nam Tông. Phật giáo Bắc Tông chúng ta là 7 ngày đầu Đức Phật, 21 ngày đầu Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, 12 năm tiếp theo Đức Phật thuyết kinh A Hàm, 8 năm tiếp theo Đức Phật thuyết các bộ kinh phương đẳng như là kinh Di Đà, kinh Bi Hoa, rồi kinh Kim Cương, kinh Dược Sư, vân vân. Đấy gọi là kinh phương đẳng. Kinh phương đẳng ở đây gọi là kinh Đại Thừa. A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, tức A Hàm Đức Phật nói 12 năm và 8 năm Đức Phật nói kinh phương đẳng, tức là kinh Đại Thừa, các bộ kinh Đại Thừa đó. Rồi tiếp theo nữa là Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đạt. Chúng ta thấy Đức Phật bỏ ra 22 năm để dạy bộ gì? Dạy kinh Bát Nhã cho các đệ tử của mình, 22 năm. Tất nhiên không phải là 22 năm Đức Phật chỉ nói kinh ấy, vì cũng có thể là gì? Tùy theo căn cơ Đức Phật
sẽ giảng cả những bộ kinh khác xen kẽ nữa, nhưng mà 22 năm ấy giảng kinh Bát Nhã là chính. Cho nên bộ kinh Bát Nhã là cái bộ kinh có thể nói là lớn nhất trong hệ thống Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo, vì Đức Phật nói 22 năm. Sau khi nói kinh Bát Nhã xong, bắt đầu thì Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn, thì Đức Phật nói về kinh Pháp Hoa. Và kinh Niết Bàn trong 8 năm về cuối đời của Đức Phật, một đời du hóa của Đức Phật, là Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn. Và đến ngày cuối cùng thì Đức Phật nói kinh Di Giáo ở tại thành Kausalya, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn nữa, và thế là ngày nhập Niết Bàn. Đó là cái kinh Di Giáo, là kinh cuối cùng Đức Phật dạy, nó chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi, trước khi Đức Phật nhập diệt thị tịch, nhập diệt nhập Niết Bàn ngày, thì đó sau này người ta kết thành kinh Di Giáo. Đấy là một đời thuyết giáo của Đức Phật. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái sự khai quyền của Đức Phật là như thế. Khai quyền tức là tất cả những cái kinh Đức Phật nói trước đây để là giáo hóa cho các đệ tử từ chỗ phàm phu được lên ngôi, chứng được thánh quả gì ạ, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Đó là gọi là khai quyền đã. Nói ra các pháp phương tiện để cho các chúng sinh và các đệ tử của mình họ chứng đắc thánh quả dần dần từ thấp đến cao, từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, nhấn đến quả gì, quả vị Bích Chi Phật và gì lên hàng Bồ Tát đó. Đến thời Pháp Hoa ngài mới bỏ hết cái pháp phương tiện ấy đi, bỏ hết cái quyền pháp ấy đi, và gọi các đệ tử nhóm họp lại và nói kinh Pháp Hoa cho ngài Xá Lợi Phất nghe. Xá Lợi Phất thỉnh đến 3 lần, Đức Phật cũng 3 lần bảo thôi, nhưng Xá Lợi Phất gì nhất tâm cầu thỉnh nữa không thôi, cho nên Đức Phật thì thôi, thì đã thế thì thôi, ta nói kinh Pháp Hoa cho các ông nghe. Và Đức Phật nói kinh Pháp Hoa. Trước khi Phật nói kinh Pháp Hoa có 5.000 vị tỷ khiêu và đại tỷ khiêu cho mình đã chứng quả A-la-hán rồi, hạng này lễ Phật 3 lễ rồi đứng dậy ra đi. Và Phật nói rằng hạng người này là toàn là những kẻ tăng thượng mạng, chưa chứng tự cho mình đã chứng, chưa đắc cho mình đã chứng, đã đắc, cho nên đã đứng dậy bỏ đi. Còn những người ở lại, Đức Phật nói thôi, những cái kẻ đó là ví như cái hạt giống lép ấy, nó đi kể nó, còn những người ở lại đây toàn là những người là hạt chắc chinh trắng, có thể là hạt giống, là những người toàn là những hạt giống tốt, có thể kham nhẫn được chính pháp thực sự của Như Lai, gọi là thực pháp đó của Như Lai. Cho nên bây giờ Đức Phật mới thụ ký cho các vị A-la-hán gì là thành Phật. Trước đây chưa bao giờ Đức Phật thọ ký cho A-la-hán thành Phật, chưa bao giờ thụ ký cho hàng Thanh Văn thành Phật, chỉ thụ ký cho Bồ-Tát thành Phật thôi. Thì bây giờ Đức Phật gì thụ ký cho hàng Thanh Văn thành Phật. Và Đức Phật nói này, các ông không phải là Thanh Văn đâu, mà toàn là gì, là Bồ Tát đấy. Vì thương tưởng chúng sinh cho nên các ông thì hiện ra ở trong địa vị Thanh Văn, tu hành theo pháp Thanh Văn, chỉ giới của hàng Thanh Văn như thế thôi, chứ thực tế đều là những Bồ Tát đã theo ta học gì, học đạo từ vô lượng kiếp rồi. Cho nên đấy gọi là gì, khai quyền hiển thực. Cái thực pháp ấy tức là gì, là duy nhất chỉ có một Phật thừa thôi, không có hai thừa mà được giải thoát. Chúng ta hiểu không? Hơi cao rồi đấy. Vài bữa trước Phật tử có nói rằng thầy giảng pháp thì thật là chân chất mộc mạc quê mùa, nay đã trắng mắt chưa, hiểu không? Bắt đầu rồi thấy trắng mắt rồi đúng không? Bắt đầu thấy là gì, ù tai rồi đúng không? Cái đấy gọi là gì? Tùy theo căn cơ mà gì mà thuyết pháp là như thế. Tùy theo căn cơ mà nói chuyện, tôi không dám nói là thuyết pháp. Tùy theo căn cơ, tùy theo từng lúc, từng bài pháp để mà nói chuyện với các quý vị thôi. Chứ còn cái hiểu, cái biết trong chúng tôi thì có thể gì? Nó còn hơn những cái gì đang nói bây giờ một chút xíu. Nhưng mà chưa đến lúc nói, đến lúc nào cần nói thì mới nói. Nhưng nói ở đây cũng chỉ là nói thôi, còn bảo là như các bậc cao tăng đắc đạo thánh tăng thì chắc chắn là chưa đạt đến mức đó rồi. Hoàn toàn là chưa.
Cho nên ở đây chúng ta mới thấy đấy là giải thích về câu gì? Khai quyền hiển thật. Thế nào là khai tam hiển nhất hay là hội tam quy nhất? Đó chính là Đức Phật trong kinh Pháp Hoa nói về ba xe, xe dê, xe hươu và xe trâu đó. Đó là dụ cho giáo pháp tam thừa của Đức Phật là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa, hay còn gọi là Phật thừa đó. Đức Phật nói pháp của hàng Thanh Văn, của hàng Duyên Giác á, thì không bao giờ thành Phật được. Cái mà Niết Bàn của cái quả vị tu chứng, Niết Bàn mà hàng Thanh Văn và Duyên Giác đang trụ đó, đấy chỉ là gì? Là hóa thành của Đức Phật đó, biến hóa ra mà thôi, chứ đấy chưa phải là thật sự nhập Niết Bàn. Chưa phải. Hàng Thánh Thanh Văn và Duyên Giác đó, chứng đó, pháp đó, cái Niết Bàn mà các vị đang trụ trong đó chưa phải là thực pháp. Đó chỉ mới là hóa thành thôi, chưa phải là bảo sở. Trốn bảo sở là các ông phải là tiếp tục hành Bồ Tát Đạo, tu lục độ vạn hạnh, viên mãn công đức, phúc trí nhị nghiêm đầy đủ như Phật á, được tự được vào á, nhập Niết Bàn á, một cách là gì? Một cách là viên mãn á, như là Đức Phật á, thì đó mới gọi là về tới bảo sở. Mà muốn về được ngôi nhà bảo sở ấy thì phải đi qua con đường gì? Lục độ vạn hạnh. Phải trải qua vô số vô lượng A Tăng kỳ kiếp để tu nhân tích đức hành Bồ Tát Đạo nữa thì mới thành Phật, chứ không phải là một sớm một chiều mà thành Phật được ngay. Đó, cho nên sau này nếu đủ duyên, Phật Bồ Tát còn cho chúng tôi thấy chúng tôi có cái lợi ích cho Phật Pháp, cho Phật giáo Việt Nam, cho Phật Pháp nói chung, các ngài vẫn còn để cho sống thêm ở thế gian này một vài chục năm nữa, thì sẽ có, chắc chắn sẽ có thời gian vài năm về cuối đời chúng tôi sẽ giảng kinh Pháp Hoa. Khi nào chúng tôi giảng kinh Pháp Hoa thì khi đó cũng là lúc gì ạ? Là lúc mà già rồi, chuẩn bị để chia tay nhau rồi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy hội tam quy nhất chính là gì? Là đem ba giáo pháp, ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đấy, gom tất cả về gì? Về một thừa duy nhất, đó là về Phật thừa. Chỉ có Phật mới được giải thoát hoàn toàn. Còn Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, Niết Bàn của các vị, quả vị tu chứng của các ngài cũng mới chỉ là quyền pháp mà thôi. Ở trong đó được ví như là hóa thành mà thôi. Còn về ngôi nhà bảo sở phải thì bao giờ thành Phật. Thành Phật thực sự chứng được đầy đủ các pháp của chư Phật mười phương đã chứng thì khi đó mới mới gọi là quy về gì? Quy về nhất Phật thừa. Đó chính là đó vậy. Đây là giải, đang giải thích về cái câu này, cái câu gọi là quyền pháp và thật pháp, khai quyền hiển thực, hội tam quy nhất, vân vân. Rồi nói gì? Có lúc ngài quạt gió từ bi rộng khắp, tức là quạt gió từ bi, cái văn của người xưa hay là chắc chúng ta thấy văn của ngài Đạo Thế, văn viết của ngài rất chắc, rất xúc tích. Có lúc ngài gì? Ngài quạt gió từ bi rộng khắp, tức là đem cái gió từ bi. Chúng ta thấy gió từ bi, từ bi là chỉ cho gì? Hai cái đặc tính của tâm, từ vô lượng và bi vô lượng. Trong bốn tâm vô lượng là từ bi hỷ xả, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng, gọi là tứ vô lượng tâm của Đức Phật ấy. Thì đây nói về gì? Về hai cái tâm vô lượng ấy, đó là tâm từ vô lượng và tâm bi vô lượng. Thì đây ngài nói là quạt gió từ bi rộng khắp. Rộng khắp để làm gì? Để cứu độ chúng sinh vậy. Có lúc là gì? Là tuôn mưa chính pháp nơi nơi. Pháp ở đây chúng ta thấy pháp là pháp vũ mà. Đức Phật thuyết pháp, giáo pháp của Đức Phật, mỗi khi Đức Phật nói ra chính pháp á, đều là độ cho chúng sinh giải thoát giác ngộ, cho nên khiến cho chúng sinh phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Cho nên ở đây mới gọi là gì? Mưa pháp. Pháp vũ của Đức Phật, lời pháp của Đức Phật được ví như là gì? Là
những cơn mưa đem lại nước mát đến để đến cho chúng sinh thoát khỏi những cái cơn khát, những cái ngày nắng hạn oi bức vậy. Lúc thì có lúc thì tuôn mưa pháp nơi nơi giúp cho ruộng thân nhuần thấm. Giúp cho ruộng ở đây giúp cho ruộng thân. Ruộng thân tôi nghĩ là giúp cho ruộng tâm thì đúng hơn. Đây lại viết là ruộng thân. Mưa pháp nơi nơi giúp cho ruộng thân nhuần khắp. Tôi nghĩ là đây có thể là người dịch dịch nhầm. Ruộng tâm, đất tâm, ruộng tâm. Mưa pháp vũ thì phải tưới nhuần ruộng tâm và đất tâm thì đúng hơn. Chứ ruộng thân của chúng ta nó cũng được một phần thôi. Thân chúng ta thì nếu mà tu tập theo đúng chính pháp của Đức Phật, giữ giới thanh tịnh, ngồi thiền và chỉ trai giữ giới thì thân thể cũng mạnh khỏe, cũng an vui, cũng khoái lạc, vân vân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái giúp cho ruộng tâm nó gì, nó thấm nhuần mưa pháp thì đúng hơn là ruộng thân. Theo tôi thì nghĩ là đây có thể là người chuyển dịch là gì? Hoặc là lỗi đánh máy sai. Chứ tôi nghĩ chắc là ngài không ấy đâu, không nói nhầm đâu. Lại mưa móc khiến cho gì ạ? Khiến cho lại nhả gì ạ? Nhả mầm vô thượng. Đây là nói thêm nhả mầm vô thượng, khiến cho mọc lên cội tâm tươi tốt, lá xanh tùm. Như Lai không có tướng đến mà đến, không có tướng hiện mà hiện, vì chúng sinh nên tùy duyên ứng hiện vậy. Thế nói về Như Lai không có tướng đến mà đến, không có tướng hiện mà hiện. Ngài không có tướng đến mà đến, không có tướng hiện mà đi mà hiện, vì chúng sinh tâm mà tùy duyên ứng hiện vậy. Cho nên Như Lai mà đây, Như Lai diệt vô sở lai, tòng vô sở khứ, cố danh Như Lai. Tức là Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, cho nên gọi là gì? Gọi là Như Lai. Chư Hán gọi là Như Lai, tòng vô sở khứ, diệt vô sở lai, cố danh Như Lai. Hiểu không? Nào, mấy Phật tử cứ nói là bài pháp của ông sư nhà quê, có hiểu không? Hiểu được lời nói của ông sư nhà quê không? Đây không phải lời nói của tôi mà lời nói gì ạ? Lời nói chúng tôi học được từ ở trong Tam Tạng Thánh Điển, từ khi ngồi trên ghế nhà trường cũng như là chịu khó đọc sách. Rồi lại nói, xin nguyện hầu hạ 10 ức Như Lai trong 10 phương, được phụng sự các Đức Phật trong 3.000 đại thiên thế giới, gieo ruộng phúc mãi mãi, tu cúng giảng rộng khắp, bứng rễ tà vậy, nhổ gốc tham sân, tu nhân niệm Phật để cảm quả thấy Phật. Tổ cụ nói là xin nguyện hầu hạ 10 phương các Đức Như Lai, được phụng sự các Đức Phật ở khắp trong 3.000 đại thiên thế giới, tức là cõi hóa độ của Đức Phật Thích Ca đó, tức là các hóa thân của Đức Phật Thích Ca như trong Kinh Pháp Hoa nói đó. Nguyện gieo ruộng phúc mãi mãi, tu cúng giảng rộng khắp, bứng rễ tà kiến, tức là gì? Bứng tức là chặt đó. Bứng ở đây gọi là chặt, là đào, đào nó đi, bứng nó đi và chặt nó đi, chặt cái rễ tà kiến đi và nhổ gì? Nhổ gốc tham sân. Chặt rễ tà kiến, nhổ gốc tham sân, tu nhân niệm Phật để cảm thấy gì? Để cảm thấy quả Phật. Tức là đây bắt đầu niệm Phật, bắt đầu khuyên vào niệm Phật. Nhưng chúng ta thấy sơ kỳ Phật giáo truyền vào Trung Hoa thì họ chưa niệm A Di Đà Phật đâu. Mà lúc đó thì chắc là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ chưa được dịch ra tiếng, từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Cho nên chỉ là khuyên gì? Chỉ khuyên là niệm Tam Bảo thôi, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp và Nam Mô Tăng mà thôi. Chúng ta nhớ nhé, thời kỳ đầu là khuyên niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp và Nam Mô Tăng, tức niệm Tam Bảo. Đây là chỉ cho gì? Giai đoạn Đức Phật mới thành Phật. Khi Đức Phật mới thành Phật, trong vòng 8-12 năm đầu, Ngài chưa thuyết Kinh Phương Đẳng.
Thế còn là chỉ thuyết cái nhà hàm. Vì vậy Ngài dạy chúng sinh rồi, và đại chúng lúc đó là người dân cũng như là tăng chúng á, và tín đồ Phật tử là gì? Là niệm Tam Bảo bằng Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Nam Mô Phật tức là niệm Phật Bảo, Nam Mô Pháp tức là niệm Pháp Bảo, Nam Mô Tăng tức là gì? Niệm Tăng Bảo. Mà sau này á, Đức Phật thuyết Kinh A Di Đà thì khi đó mới gì? Mới dạy là niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ nhé. Chúng ta nhớ cái điều đó. Khi mà kinh nào mà dạy niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng tức là cái thời kỳ đầu, gọi là trong vòng 12 năm đầu Đức Phật thì khi mới thành đạo, thuyết kinh A Hàm là chính, thì dạy như vậy. Ở đây cụ tổ lại lấy kinh Pháp Hoa có bài kệ như thế này: dù người tâm tán loạn vào trong các chùa tháp, vừa niệm Nam Mô Phật đều chọn thành Phật đạo. Chúng ta thấy cụ tổ đạo ngài ngài đạo thế, ngài dẫn ở kinh Pháp Hoa nói về công đức niệm Phật. Ngài nói dẫn ở trong kinh Pháp Hoa đó, dù người tâm tán loạn tức là người ở bất cứ nơi đâu, dùng cái tâm tán loạn chứ chưa không cần phải tâm chính định nữa nhé. Người tâm tán loạn tức là cái tâm nó gì? Cái tâm viên ý mã, dùng cái tâm nó gì? Nó đang nghĩ ngợi linh tinh ấy, đang ở trước chùa, ở trước điện Phật đó, niệm Phật bằng cái tâm tán loạn đó, vào trong nơi chùa tháp mà, tức là vào trong chùa hoặc là nơi tháp thờ Phật đó, vừa niệm Nam Mô Phật đều chọn thành Phật đạo. Người vào trong nơi chùa tháp dùng cái tâm tán loạn niệm Nam Mô Phật thôi, Đức Phật trong kinh Pháp Hoa cũng nói thì ta cũng thọ ký cho người đó thì ở đời sau sẽ được thành Phật. Đấy. Nay chúng ta nếu niệm bằng tất cả cái tâm chân thành, chúng ta dùng tất cả cái tâm chân thành của mình á, để năm vóc gieo mình như cây chuối đổ để lễ Phật á, và niệm Phật á, thì chắc chắn là gì? Chúng ta phải hơn người vào nơi chùa tháp để dùng cái tâm tán loạn để niệm Phật. Chắc chắn rồi. Chúng ta niệm Phật một cái tâm chân thành, dùng cả ba nghiệp thân khẩu ý. Thân đó thì lễ Phật, ngũ thể đầu địa. Miệng đó thì chí tâm chí thành để xưng danh hiệu Phật. Còn đó, tâm đó thì gì? Nhất tâm để gì? Để lắng đọng vào trong câu danh hiệu của Phật đấy để niệm Phật. Ba nghiệp như vậy tôi nghĩ rằng chắc chắn chúng ta sẽ đến với gì? Đến với quả Phật không xa. Đây người kinh Pháp Hoa nói, dù có người vào trong điện hoặc tháp thờ Phật dùng cái tâm tán loạn niệm xưng vừa khởi lên, để khởi lên câu gì? Nam Mô Phật thôi. Đức Phật nói rằng người đó cũng được thành Phật cơ mà. Cho nên chúng ta tu tập đời này mà chưa được giải thoát đừng có sợ. Chưa được giải thoát, dẫu có vào trong A Tỳ địa ngục chứ đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ được thành Phật. Vì cái nhân hôm nay chúng ta niệm gì ạ? Chúng ta niệm được một câu A Di Đà Phật rồi. Niệm được 10 câu A Di Đà Phật rồi. Niệm được trăm ngàn vạn ức câu A Di Đà Phật rồi. Chúng ta cho dù nghiệp và chướng vẫn chưa trừ hết, chúng ta vẫn chưa được vãng sinh Tây Phương, thậm chí chúng ta phải trả quả vào trong A Tỳ địa ngục đi chăng nữa, thì vào đó một thời gian chúng ta trả hết cái nghiệp trước, cái nhân niệm A Di Đà Phật ngày hôm nay hoặc niệm Mô Phật ngày hôm nay, chắc chắn sau này chúng ta từ cái nhân lành đó gieo vào trong chủng tử A Lại Gia Thức của chúng ta đó, khi mà nó lớn, nó đủ hội đủ duyên lành ấy, nó lớn lên và gì? Từ cái chỗ đó nó giúp chúng ta sẽ hướng về chính đạo, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu tâm dưỡng tính cho đến ngày thành Phật. Đó. Cho dù gì nó có xa hơn một chút thì chúng ta vẫn gì? Vẫn cứ yên tâm, chúng ta sẽ không mãi mãi đọa trong ba đường ác đạo đâu mà lo. Vì sao? Vì chúng ta gì đã nhất tâm niệm Phật được 1 đến 10 câu rồi thì yên tâm. Mọi việc khác nếu mà Phật mà nói sai á thì Phật phải chịu trách nhiệm. Thế tôi nghĩ là mười phương ba đời chứ Phật không có Phật nào nói sai cả, không có Phật nào lừa gạt chúng sinh cả. Chúng ta niệm Phật tán loạn tâm thì cái quả báo tốt á, nó sẽ đến với chúng ta chậm hơn mà thôi. Người niệm Phật nhất tâm á, thì một đời họ được vãng sinh, một đời thành Phật,
Còn chúng ta niệm Phật tán loạn tâm thì có thể phải vài đời mới được vãng sinh, thậm chí là còn phải đọa trong ba đường ác đạo một vài đời, một vài kiếp nữa, trả hết cái nghiệp nhân ác ấy, chúng ta mới gì, mới lại tiếp tục gặp Phật tu tập. Rồi qua những cái bài pháp tiếp theo, chúng ta thấy có các đức Phật trải qua cái nhân ấy, rất nhiều các đức Phật đã từng trải qua cái nhân ấy và cái quả ấy. Ở kinh Thí Dụ ghi, tức là trong kinh Thí Dụ có ghi, có chép như thế này: ngày xưa có một vị vua giết cha mình để tự lên ngôi. Thế nói trong kinh Thí Dụ, nói ngày xưa có vị tự giết cha mình để lên ngôi. Bấy giờ có một vị A-la-hán biết vị vua này không quá 7 ngày nữa sẽ chết và chắc chắn bị đọa A-tỳ địa ngục, chịu khổ trong một kiếp. Vị A-la-hán liền đến hóa độ, khuyên vua chí tâm niệm Phật, xưng là gì? Xưng Nam Mô Phật. Chứ chưa niệm Nam Mô Di Đà Phật ra, chỉ xưng Nam Mô Phật thôi. Chứ Nam Mô có nghĩa là quy y, là quy mệnh, là kính lễ. Tức Nam Mô là từ tiếng Phạm, là phiên âm từ tiếng Phạm là Nam Mô. Dịch sang tiếng Hán là quy y, là quy mệnh, là kính lễ. Tiếng Việt Nam chúng ta là quy y có nghĩa là gì? Quay trở về. Là quy mệnh có nghĩa là quay trở về, đem toàn thể thân tâm, rồi thân khẩu ý ba nghiệp của mình về để xin nương vào nơi nơi Đức Phật, gọi là quy mệnh. Kính lễ tức là gì? Chúng ta dùng ba nghiệp, chúng ta thân khẩu ý gì? Thân thì đỉnh lễ, miệng thì xưng tán, còn ý thì quán tưởng, đó là gọi là kính lễ. Ba nghiệp, dùng cả ba nghiệp để quy y, để quy mệnh, để kính lễ, hay là còn quy y còn quay là quay trở về, vân vân. Đó. Cho nên từ Nam Mô ở đây á, là Nam Mô Phật ở đây tức là quy mệnh Phật, là kính lễ Phật, là quay trở về với Phật, là quay trở về nương tựa với Phật, gọi là Nam Mô, Nam Mô Phật. Sau khi cái vị A-la-hán đã khuyên vị vua kia liền trí tâm niệm Nam Mô Phật suốt cả 7 ngày không gián đoạn. Lúc sắp đi, ngài còn nhắc vua cẩn thận chớ quên. Ngay sau đó vua liền chắp tay nhất tâm niệm Phật, ngày đêm không nghỉ. Vừa sang ngày thứ 7, vua bỗng qua đời. Thần hồn đi đến trước cửa ngục A Tỳ, nhờ công đức niệm Phật trước đó. Vừa đến cửa địa ngục, thần hồn nhà vua nhận biết đó là địa ngục, liền cất to tiếng niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Những tội nhân ở trong địa ngục nghe thấy tiếng niệm Phật, họ cũng đều gì? Cùng một lúc cất lên tiếng niệm theo là gì? Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Cả đám người ở trong địa ngục đang chịu tội khổ dữ dội về lửa địa ngục thiêu đốt đó, thì liền là lập tức gì? Lửa trên thân thể là liền biến mất. Tất cả những tội nhân ở trong địa ngục ấy đều được giải thoát. Nhà vua được sinh lại làm người. Về sau, vị A-la-hán lại đến thuyết pháp, khiến vị vua ấy chứng được quả Tu Đà Hoàn. Chúng ta thấy ở đây, cụ Tổ, cụ Trích trong kinh Thí Dụ nói rằng ngày xưa, tức là về thời quá khứ, có một vị A-la-hán tu tập biết được là vị vua ở trong đất nước ấy sau 7 ngày nữa sẽ chết, và sau khi chết sẽ đọa trong địa ngục A Tỳ. Tức là vị vua này chắc là khi làm vua cũng gì, cầm quân đi giết hại, tàn sát, và thậm chí là để giết cả những trung lương, trung thần, can gián, cho nên mới sau khi chết đi mới phạm tội đọa ngục A Tỳ. Vị vua đó khởi cái là tâm từ bi thương xót, xin lỗi, vị A-la-hán đó khởi cái tâm từ bi thương xót vị vua kia, cho nên liền là đi đến cung vua và nói với vua rằng bần tăng thấy là gì? Bệ hạ chỉ sống được có 7 ngày nữa là chết thôi, và khuyên bệ hạ là gì? Nên trí tâm niệm Phật, xưng Nam Mô Phật 7 ngày đi, và 7 ngày sau chắc chắn là bệ hạ sẽ chết, không có cái thuốc tiên nào cứu được đâu. Ra nói như vậy xong đó, vị A-la-hán kia liền dùng thần thông để ẩn mất, cho nên vị vua biết đây là một vị cao tăng đắc đạo, vì thương mình cho nên đến để thuyết pháp hóa độ cho mình. Vì vậy mà vị vua gì? Nhất tâm niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật suốt 7 ngày 7 đêm như vậy. Đến đúng sang ngày hết ngày thứ 7,
Vừa qua đêm thứ bảy á, vừa rạng sáng một cái thì ông vua tự nhiên là lăn ra chết. Thế mệnh hết mà, mệnh cùng số tận. Sau khi chết á, thì thần thức của ông ấy, hoặc thần hồn, tức là thần thức của ông ấy, đi vào trước cửa ngục A Tỳ, đi đến trước cửa ngục A Tỳ. Ông đến đó do cái công đức niệm Phật 7 ngày ngày trước á, cho nên á, ông vua này mới biết rằng đây chính là địa ngục A Tỳ. Cho nên ông vua là liền là gì, niệm to lên, chắp tay và niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật như thế. Ông vua vừa niệm như thế xong thì liền là có cái vô lượng những cái tiếng niệm Phật của những chúng sinh tội nhân đang chịu khổ ở phía trong địa ngục, họ nghe thấy tiếng niệm Phật đó. Khi có tiếng niệm Phật đó thì đương nhiên trên thân mình của tội nhân là gì? Lửa tự nhiên là hết cháy. Cho nên tội nhân là tự nhiên thấy lửa mình hết cháy. Do đâu? Vì do có tiếng niệm Phật ở bên ngoài, cho nên mình được gì? Được lửa hết cháy trên thân và bớt khổ. Vì vậy mà tất cả những tội nhân ở trong A Tỳ địa ngục cũng đều cùng nhau lại chắp tay trang nghiêm là niệm gì? Niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Và tất cả những chúng sinh ở trong địa ngục đó đều được giải thoát. Và thần thức của vị vua này không bị đọa vào trong địa ngục A Tỳ một giây lát nào. Vào tới cửa thôi thì liền nhận ra đây là địa ngục A Tỳ, địa ngục khổ. Cho nên nhất tâm xưng niệm Phật hiệu Nam Mô Phật như thế mà công đức đã gì, cùng với 7 ngày chuyên tâm niệm Phật của mình trước khi chết nữa, ông lại được sinh trở lại làm người và lại gặp, tiếp tục gặp vị A-la-hán. Vị A-la-hán kia thuyết pháp cho nghe, vị vua liền chứng được quả Tu Đà Hoàn, tức là sơ quả bậc thứ nhất ở trong gì, trong tứ thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-la-hàm và A-la-hán của Thanh Văn Thừa đó. Theo nhân duyên này, niệm danh hiệu Phật sẽ được công đức lớn vô cùng, không gì có thể ví dụ được. Rồi cụ tổ lại lấy kinh Quán Phật để nói như thế này. Kinh Quán Phật Tam Muội có ghi, tức là có nói rằng á, ngày xưa lúc còn tại thế, Đức Phật đã từng giảng kinh Quán Phật Tam Muội cho vua và cho vua cha, tức là vua Tịnh Phạn đó, và mọi người ở trong cung họ thích nghe. Đức Phật có 32 tướng quý và 80 vẻ đẹp, thân màu vàng ròng, hào quang rực rỡ. Bấy giờ dưới pháp tòa của Phật có 500 người thuộc dòng họ Thích, vì tội chướng nên họ thấy thân hình ngài sạm đen như là núi tro, tức là thấy Đức Phật lại đen đen và xấu như núi tro. Như thân của một vị đà bà la môn ốm yếu gầy còm vậy. Thấy vậy họ gào khóc, vò đầu bứt tóc, vật mình xuống đất, khiến máu mũi máu mặt chảy trào ra lênh láng. Đức Phật thấy vậy liền an ủi 500 người họ Thích kia rằng: các ngươi chớ nên gào khóc, hãy nghe ta nói đây. Đời quá khứ có Đức Phật hiệu là Tỳ Bà Thi, sau khi ngài vào Niết Bàn, đến thời Tượng Pháp, có vợ chồng ông trưởng giả Nguyệt Đức sinh ra 500 người con thông minh, học rộng, hiểu biết mọi điều. Trưởng giả ấy kính tin Tam Bảo, thường giảng nghĩa Phật Pháp cho các con nghe, nhưng những người con ấy lại khởi tà kiến, không có lòng tin theo cha, theo chống trưởng giả đó. Về sau, khi những người con ấy đều mắc bệnh nặng, trưởng giả đến trước mặt họ buồn rầu khóc lóc, chắp tay và nói: các con tà kiến của ta ơi, các con vì không tin Phật Pháp, nay bị giao vô thường cắt xẻ thân thể. Giao vô thường tức là gì? Bị bệnh đó, tức là cái con giao vô thường đến nó chuẩn bị nó cắt xẻ thân thể là đoạt mạng đấy, gọi là giao vô thường. Thì biết nhờ cậy vào đâu? Có Đức Phật Thế Tôn Tỳ Bà Thi, các con nên xưng niệm danh hiệu của Đức Phật ấy, vì kính trọng cha. Cũng là vừa bây giờ thì những 500 đứa con ấy chuẩn bị chết, cho nên thì nó cũng sợ, cho nên lúc này nó mới nghe lời cha, kính trọng cha, nghe lời cha nói. Cho nên sau khi nghe cha nói như vậy á, những người con kia liền xưng niệm gì? Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Ông trưởng giả lại bảo các con niệm cả Nam Mô Pháp,
và Nam Mô Tăng nữa, tức là niệm trọn đủ cả gì, cả ba ngôi Tam Bảo, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp và Nam Mô Tăng. Và 500 người con kia liền là xưng gì, xưng niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp và Nam Mô Tăng. Sau khi niệm xong như thế, những người con đấy đều qua đời. Tức là niệm xong được cả ba ngôi Tam Bảo, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng đó, thì cả 500 đứa con đó đều qua đời. Nhờ vào công đức niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng ấy mà họ được sinh vào cõi trời, được sinh lên cõi trời Tứ Thiên Vương. Cả 500 đứa con của ông trưởng giả được sinh lên cõi trời Tứ Thiên Vương. Khi hết tuổi thọ ở cõi trời ấy, vì nghiệp tà kiến trước kia nên họ lại bị đọa vào địa ngục. Nhờ cái công đức ấy, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng kia sinh lên cõi trời Thiên Vương, nhưng hưởng hết phúc trên đó lại bị đọa vào địa ngục. Vì sao? Vì cái nhân trước đây là báng phá Tam Bảo, bất tín nhân quả đó. Rồi hết tội trong địa ngục này đọa làm quỷ đói. Ở trong địa ngục á, dùng chĩa ba bằng sắt nung nóng lên đâm vào mù mắt. Ở trong địa ngục bị cái dĩa linh ba nó đâm vào mắt bị mù. Vì sao? Vì thông minh nhưng mà toàn thấy cái đọc sách ngoại đạo, tin theo tà kiến, không tin Tam Bảo, không tin Phật Pháp, chẳng xem kinh luận giải thoát của Phật đó, cho nên gọi là có mắt như mù, có tai như điếc, vân vân. Khi chịu nỗi thống khổ như thế, họ nhớ lời cha dạy trước kia, tất cả đều niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Nhờ nhân duyên ấy, họ được ra khỏi địa ngục, lại được sinh làm người, nhưng phải chịu cảnh nghèo hèn, túng thiếu, bần cùng hạ tiện. Về sau, khi Phật thi khí ra đời, họ chỉ được nghe danh hiệu Phật mà không thấy được thân tướng và được không thấy được thân tướng của Ngài. Chúng ta thấy đến thời họ chịu hết tội khổ địa ngục, được ra làm người nhưng mà bị túng thiếu hèn hạ. Đến khi Đức Phật thi khí là sau thời Đức Phật trước đó, sau thời Đức Phật Tỳ Bà Thi đó, thì đến Đức Phật thi khí, được Đức Phật ra đời trong hiện kiếp thứ hai này, thì họ lại chỉ được nghe danh hiệu Đức Phật ấy thôi, Nam Mô Thi Khí Phật thôi, chứ còn không được nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng hay thân tướng của Phật. Cho nên chúng ta bây giờ phải biết rằng hạnh phúc chán, không được nhìn thấy Đức Phật còn tại thế, nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy tôn tượng của Phật, thấy tranh ảnh của Phật, thậm chí còn được đỉnh lễ xá lợi của Đức Phật. Các vị về chùa Khai Nguyên là các vị được đỉnh lễ xá lợi của Đức Phật đó. Các vị không biết thôi, chùa Khai Nguyên chúng ta đang có một viên xá lợi thật của Đức Phật. Xá lợi này năm rước lên trên núi Tản Viên đó, xá lợi đã phóng hào quang khoảng 15 phút. Phóng hào quang ngũ sắc 15 phút. Chính mặt thầy nhìn thấy. Và chính thì khoảng độ tầm 20-30 Phật tử cũng nhìn thấy. Còn được quay lại bằng cái điện thoại, ngày đó còn Phật tử còn dùng cái điện thoại để quay lại cái clip ngắn nữa cơ. Phóng quang ngũ sắc. Cho nên đây cũng là một cái nhân duyên thù thắng của đạo tràng chúng ta. Họ khi Đức Phật thi khí ra đời, họ chỉ nghe thấy danh hiệu Phật đấy mà không để được nhìn thấy thân tướng của Ngài. Vào thời những Đức Phật sau như là Đức Phật gì? Tỳ Diếp La, Đức Phật Câu Lâu Tôn, hay là đây gọi phiên là Câu Lâu Tần, Đức Phật Câu Na Hàm, tức là Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni đó, và Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật Ca Diếp là Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca đó, họ cũng đều chỉ được nghe thấy danh hiệu Đức Phật đấy, không được thấy hình bóng, hình tượng của tranh ảnh của Đức Phật đấy. Nhưng gì? Nhưng do nhờ được nghe danh hiệu của sáu Đức Phật đấy, nên ngày nay họ được sinh vào dòng họ Thích, được sinh vào dòng họ Thích cùng với dòng họ Đức Phật Thích Ca đó, cùng ở trong cung của vua Tịnh Phạn đó. Nhưng mà gì? Vì cái nghiệp duyên ở đời trước như vậy, cho nên bây giờ gì? Nó còn sót lại. Vì vậy họ thấy thân Như Lai đẹp đẽ trang nghiêm như vàng diêm phủ đàn, nhưng 500 người dòng họ Thích kia lại thấy Phật giống như gì? Phật đen đúa giống như vị Bà La Môn, ốm yếu gầy còm khẳng khiu vân vân, cho nên sinh ra là gì? Thương Phật cho nên khóc.
thấy Phật ốm yếu á, sắc mặt đen sạm như là gì, như núi tro. Đấy, Phật nói gì, vì tà kiến đời trước cho nên các ngươi mới nhìn thấy như thế. Nay các ngươi nên gì, nên đỉnh lễ và xưng niệm danh hiệu chư Phật đời quá khứ, đồng thời xưng xưng tên cha các ngươi, tức là gì, xưng tên cha các ngươi, gọi tên cha các ngươi đấy, để là để và xưng danh hiệu ta nữa, tức là xưng cả danh hiệu Đức Phật Thích Ca nữa, niệm danh hiệu của 6 Đức Phật đời quá khứ, từ Đức Phật gì, Đức Phật Tỳ Bà Thi cho đến Đức Phật gì, Thức Khí, Đức Phật Thức Khí hay còn là Đức Phật Thi Khí đó, đến Đức Phật gì, Tỳ Diếp La, Đức Phật Câu Lâu Tôn, Câu Lưu Tôn, miền Bắc chúng ta viết là Câu Lưu Tôn, miền Nam một viên là Câu Lâu Tần, miền Bắc chúng ta viết là Câu Lưu Tôn, rồi Đức Phật Câu Na Hàm và Đức Phật Ca Diếp, 6 Đức Phật quá khứ trong hiền kiếp này, và xưng gì, và xưng cả tên cha, tức là gọi tên cha của các ngươi nữa, và xưng niệm danh hiệu của ta nữa, tức là niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Đó, và niệm cả gì, danh hiệu Đức Phật Di Lặc, là vì Đức Phật thành Phật sau Đức Phật Thích Ca ở thế giới Sa Bà chúng ta này nữa, tức là niệm danh hiệu 8 Đức Phật và gọi tên cha đẻ của mình nữa. Thì sau khi mà 500 người dòng họ Thích kia làm như lời Phật dạy á, rồi niệm xưng niệm xong á, họ lễ sát dưới dưới đất và phát lồ sám hối những cái tội tà kiến trước đây với chư đại đức tăng ni và đại chúng. Cho nên họ làm xong như vậy, sau khi vâng lời Phật sám hối xong, họ niệm Phật xong như vậy, thì họ lại thấy thân Phật có màu vàng ròng như núi Tu Di. Họ liền bạch với Đức Phật rằng: con thấy Phật có 32 tướng quý, 80 vẻ đẹp, hào quang rực rỡ vô cùng. Nói như thế xong, họ liền chứng quả Tu Đà Hoàn. Chúng ta thấy không? Cùng nhau xin Phật cho xuất gia. Rồi đều được Đức Phật dẫn dắt cho giảng pháp và dìu dắt cho tu tập, và không bao lâu họ đều chứng được quả A-la-hán, được đầy đủ 3 phép minh, 6 phép thần thông và 8 pháp giải thoát. Bây giờ Đức Phật bảo các vị tỷ kheo ấy rằng: sau khi ta diệt độ, nếu ai xưng niệm danh hiệu ta và xưng niệm Nam Mô Phật thì sẽ được công đức và phúc báo vô lượng vô biên, không thể tính hết được. Ở kinh Quán Phật Tam Muội cũng nói: vào đời quá khứ xa xưa, có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Sau khi Ngài diệt độ, có vương tử tên là Kim Tràng, tính tình kiêu ngạo tà kiến, không tin Phật Pháp. Bấy giờ có tỷ khiêu tên là Định Tự Tại bảo với vương tử Kim Tràng kia rằng: trên đời này tượng Phật thường được trang trí bằng các vật báu rất là đẹp, ông hãy thử vào tháp để ngắm tượng Phật xem. Vương tử Kim Tràng liền theo tỷ khiêu kia vào tháp, nhìn thấy tượng Phật, vương tử bảo tỷ khiêu rằng: tượng Phật còn đẹp như thế, huống hồ là thân Phật, là thân của Đức Phật. Vị tỷ khiêu bảo: nay ông nhìn thấy tượng Phật mà không lễ thì phải nên chắp tay xưng niệm Nam Mô Phật. Thì vương tử là kiêu ngạo nè, vào nhìn thấy tượng Phật chỉ khen đẹp thôi chứ không lễ, cũng không bái. Thì vị tỷ khiêu kia mới bảo rằng: ông thấy tượng Phật đẹp như thế thì nên gì, nên niệm Nam Mô Phật, nên chắp tay và niệm Nam Mô Phật đi. Vị vương tử kia liền làm theo. Khi về đến cung, vì nhớ tưởng mãi đến pho tượng Phật ở trong tháp vì đẹp quá, cho nên nên đêm ấy vương tử nằm mộng thấy tượng Phật. Sau giấc mộng ấy, vương tử lìa bỏ tà kiến, quy y Tam Bảo. Do nhìn thấy tượng Phật mà bỏ cái tà kiến, cái tính kiêu căng ngã mạn của vương tử, của hoàng tộc đó, mà lại quy y Tam Bảo nữa. Nhờ căn lành vào tháp xưng Nam Mô Phật, nên lúc vị vương tử ấy qua đời, liền được gặp 900 vạn ức na do tha các đức Phật. Ở chỗ các đức Phật mau chóng chứng được niệm Phật Tam Muội. Do được niệm Phật Tam Muội nên vị vương tử ấy được chư Phật hiện đến trước mặt thụ ký. Từ đó về sau, trải qua 100 vạn A Tăng kỳ kiếp, vương tử ấy không đọa vào đường ác đạo, vào ba đường ác đạo, cho đến ngày nay, tức là đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này đó. Vị ấy chứng được đại định Lăng Nghiêm sâu xa. Vị vương tử ấy, vị vương tử ngày xưa, nay chính là Bồ Tát Tài Thủ vậy.
Bồ Tát Tài Thủ, trong kinh Địa Tạng có nói đến Bồ Tát Tài Thủ đó, đấy chính là ngài đấy. Tài Thủ Bồ Tát. Theo nhân duyên ấy, người hiểu biết phải nên học pháp môn niệm Phật. Đấy, đấy hôm nay chúng ta học về chương đang học về cái phần gọi là chương kính Phật, thì hôm nay chúng ta học về niệm Phật, công đức niệm Phật. Như vậy chúng ta thấy có lớn không? Lớn chứ. Ngày xưa với xưng Nam Mô Phật, tức là thời kỳ đầu á, mới xưng Nam Mô Phật thôi mà công đức đã gì ạ, đã vô lượng vô biên như thế. Còn huống chi sau này đến ngày mai thì sẽ giảng rộng về cái công đức niệm Phật và quán Phật này. Đấy, chúng ta mới thấy được, càng học càng thấy gì, cái công đức niệm Phật là lớn lao vô cùng. Chúng ta gặp được cái pháp môn niệm Phật suốt ngày, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi yên tâm không sợ sai pháp đâu mà lo. Cứ tu đi sẽ có gì, có Phật Bồ Tát sẽ gì, sẽ chứng cho chúng ta và sẽ độ cho chúng ta. Ai người ta nói chúng ta tu sai pháp kệ họ, ai người ta nói đấy là pháp Bà La Môn kệ họ, ai người ta nói là chúng ta tu theo ngoại đạo phá Phật pháp cũng kệ họ. Những kẻ đó là kẻ tà kiến, kẻ chỉ nhìn thấy một cái khía cạnh nhỏ trong Phật pháp thôi. Còn ở đây chúng ta gì, học về pháp Uyển Châu Lâm này, tức là chúng ta đang học gì ạ, học về gọi là những cái chỗ cốt yếu, gọi là học về những cái chỗ rường mối của Phật pháp rồi, những cái chỗ thiết yếu nhất ở trong nhà Phật rồi. Cho nên chúng ta yên tâm, hãy tin tưởng vào con đường mà các bậc tổ sư đã đi, những lời từ kim khẩu Đức Phật đã nói, và con đường các bậc tổ sư đã đi, đã giải thoát, đã giác ngộ, đã vãng sinh, đã lưu xá lợi, đã lưu toàn thân xá lợi, vân vân. Chúng ta biết hết rồi. Cư sĩ tu cũng thành tựu mà tăng ni tu cũng thành tựu. Hãy tin tưởng tuyệt đối cái điều đó, đừng có khởi một niệm tâm nghi ngờ gì nữa mà mất đi cái cơ hội một đời vãng sinh của chúng ta.